gia vậy là hết rồi. Tại người ta biết nhà có của, đồ ăn dư thừa cho nó ăn, heo chắc thịt mới có giá đó, bán không bán thôi không mua đâu. Tại tôi cần bán tôi mới bán thôi. Thôi tiền đã đi. Chịu phải không? Ừ. Đây nè. Cảm ơn nghe. À, khi nào ông làm con heo xong á, nhớ cho tôi đuôi heo nghe. Chị mày. Trời đất ơi, tôi có lời lớn nhiều đâu cho mày cái đuôi. Thì người ta có chuyện gì nghe. Nghe. Đi à. À. Nhớ giữ kín chuyện này giùm nghe. Đừng có nói cho ông bà biết là tôi bán con heo cho ông là chết luôn luôn. Ai, chú Thiên Hai hả? Ờ. Nghe. Ờ, biết rồi. Nhớ nghe, chút nữa qua lấy. Tự nhiên nó sinh đuôi heo. Cái thằng này. Ông cho tiền ông ăn, ông cũng cách kiếm tiền. Cái gì? Con heo chui xuống đất. Con nói thiệt mà. Con thề luôn á. Lúc nãy á, con cho heo ăn theo lời chú thím dặn á, tự nhiên con nào ông xuất hiện, mặt mũi ông bặm trợn lắm. Ông xuất hiện ra xong cái ông phát tài cái, tự nhiên con heo nó xuống dây, nó bỏ, nó chạy. Con dí con chạy theo ra đó đây. Ông vỗ động một cái, nó chui xuống đất. Xong chắc có gì ông khủng rồi á. Nè, thiệt không mày? Thiệt. Sao tao nhìn cái mặt mà tao nghi lắm mà nha. Làm gì có vụ quỷ mặt heo nữa? Ừ. Dạ sao biết được, chắc nó bị đầu thai lộn á. Nếu con nó sợ sao có đuôi còn đây. Lúc vừa nãy con chạy ra nghe, lúc ông phất tay cái nó chui cái đầu xuống, xong nó chui hai chân trước, xong tới cái mình, xong tới hai chân sau, rồi con ba tới con chụp gì nè, con giữ nãy giờ luôn á. Hay là chú thím giữ giùm con đi, đừng làm quá nghe, coi chừng nó đứt cái đuôi là đi xuống âm phủ luôn á. Để con chạy vô con lấy cuốc đào lên con bắt heo lại. Giữ đi. Nghe tai nghe. Bu ra, coi chừng nó chui xuống đất luôn á. Đợi con chút nghe. Từ từ ba, lấy lên mày. Cái thằng này nhanh lên. Dạ. Giữ vô ba nghe. Nó chạy nó chui xuống đất á. Chú thím ghì nhẹ nhẹ thôi, để con bươn coi. Nhẹ thôi. Trời ơi. Con heo. Trời ơi, con heo đâu? Trời ơi. Thím mới chưa nó rồi, vậy nhẹ thôi, vậy sao nó đứt cái đuôi chui xuống dưới luôn rồi kìa. Cũng ba không à, giật nhẹ nhẹ thôi, giật cho giữ đứt luôn cái đuôi luôn rồi kìa. Thì ông kêu gỉ thì tôi gỉ, la là làm sao giờ, sao đây? Ủa, ê mày, mày có gạt tao không mày? Dạ con sợ chú hồi nào đâu. Tao mà biết mày đặt chuyện mày biết tao đâu. Ba nữa vậy, biểu nhẹ nhẹ thôi, dựng cho mạnh đó, còn cái đuôi không à, thì gậy mạnh nó mới lên chứ. Tức thằng quỷ này quá, làm gì có ma quỷ bắt heo. Chú hai, nhà chú còn con heo nào không, bán tôi đi. Ở đâu mà còn, có một con á, hôm bữa bị người âm bắt mất tiêu rồi, mày không nghe hả? Cái gì? Heo chú hai nuôi thịt ngon nha, thịt ngon còn xẻ ra còn bán á, ai cũng khen heo ngon. Uống thiệt. Đứng lại. Sao mày biết heo tao nuôi ngon? Dạ thì chú hai dư giả ăn đồ ngon, có dư thừa cho nó ăn thì thịt nó phải ngon rồi. Trầm nghi lắm, đâu ra cái vụ mà người âm bán heo. Con heo đó có phải thằng Cụi nó bán cho mày không? Trời, đâu có đâu, con đâu có mua heo gì của thằng Cụi. Mày không nói phải không? Được rồi, tao đang tính làm trại heo, nay mai xuất chuồng, tao kêu mối lái khác vô mua đó, mày đừng có năn nỉ nha. Chú hai. Dạ, con nói chú cái này, chú đừng có nói là con nói được không? Chú nói với nó là chú nghe phong phanh đâu đó. Nói đi. Chứ để mà nó biết á, là nó chửi con chết luôn á. Thì nói đi. Dạ con nói thiệt với chú á, thằng Cụi nó bán con heo cho con. Thằng Cụi bán con heo cho mày? Dạ, con biết sao nó xin lại cái đuôi nữa.
Mày là quỷ chứ ai? Quỷ nè, quỷ nè, quỷ nè. Thôi. Được rồi. Thì đi ra coi hàng đi. Để nhà tôi coi được rồi. Rửa mặt ra coi hàng mày. Ra coi hàng mày. Dạ thím, chú quýnh đảo à. Đã hả mày? Trời đất ơi. Đau thiệt nè. Nó còn cười nữa đó. Cái thằng khốn. Ông đuổi nó đi cho rồi đi. Nuôi cái ngựa đi ở trong nhà. Nó phá dài dài cho ông coi. Đuổi được sao mà đuổi? Mình lượm nó về từ nhỏ, nuôi cho nó tốn biết bao nhiêu là lúa, bao nhiêu là gạo. Bây giờ phải bắt nó làm để trả nợ chứ. Sao đuổi được? Nếu mà không đuổi ra đó thì phải nhẹ nhẹ tay với nó. Ông mà quýnh cái kiểu này hoài nha, nó còn phá giữ thằng ôn nữa hả? Phá? Giết nó cho phá hả? Để lên mày, để chậm như rùa nha. Đau quá chú ơi, chú thử bị đòn giống như con coi, chú đi lẹ nổi nữa không? Ê, sao lúc mày ăn cắp đồ tao mày bán á? Sao mày không đau? Ê thằng kia, mày làm gì? Mày đè cái gì? Dạ con mới chụp được con chim mập ú ù luôn chú. Trời ơi, con này mà nướng lên là thôi rồi luôn. Thiệt không? Dạ thiệt, chứ không tin chú thò tay vô thử coi. Nhưng mà con sợ á, con hở răng cái là nó dùng mạnh bay lên đi mất uổng lắm. Vậy sao? Không mấy chú chạy về chú lấy cái chài á, chú quay lại chú chụp cho con luôn để bắt cho chắc ăn. Giờ chú chạy về nhà chú lấy cái chài. Dạ. Mẹ đem giữ chim nha. Dạ. Lẹ chú. Giờ tao về tao lấy cái chài, mẹ đem giữ. Dạ, chim nha. Lẹ chú. Đừng cho bay nha. Chạy đi chú. Chờ tao giúp cho mày. Đi lên. Chạy đi. Chạy lẹ nữa chú ơi. Ừ biết rồi, tao về đi. Tao chạy lên cho lấy đi. Không cho tôi nghĩ, tôi cũng tìm cách tôi nghĩ thôi. Mẹ ôm vậy cội, cho tao coi với coi. Muốn biết hả? Nhưng mà kiếm mà hạ hồi phân giải. Ủa chú, nó làm gì vậy chú? Không biết nó làm gì trong đó. Có cái gì vậy ta? Chắc cái đó nó quý hay gì. Ủa cội, mày làm gì vậy cội? Đã nó biết mặt mà, chú biết. Chú coi thử biết đi. Chạy hả chú? Chạy có gì đâu mày lại mặt dữ vậy. Tới rồi hả chú? Nãy giờ con đè con mệt quá. Không ấy, chú xuống chú đè đi. Rồi xong cái quăng cái chài vô, chú từ từ thò tay vô bắt chú nha. Ừ, vậy chú đè phải không? Chú đè. Để chú, đè từ. Rồi để con chụp vô chú hãy ở ra nha. Lần nha chú. Không biết cái gì nó làm. Bây giờ chú ba. Vậy dạ. Từ từ coi chừng nó bay nha chú. Chết đi chứ đỡ. Ra ra chết đi. Mày đi về để mày chết mày với tao thầy cuội. Mày gạt tao. Nãy giờ tưởng mày đừng có nói gì. Mày đi về để với tao. Thôi láo nè. Cho mày chưa nè. Tại con nói con mệt xin chú nghỉ mà chú không cho con nghỉ làm chi. Nghỉ hả mày. Thôi, ông tính bỏ buổi chợ luôn sao vậy? Chú đánh con cho đã đi. Rồi mai mốt con làm quan, chú đừng cầu cạnh con nghe. Làm quan nè. Thôi. Đi ra ngoài. Đi, ông ra đi. Bà làm gì kéo tôi ra đây vậy? Ông công nhận không? Cái thằng quỷ này nó khôn thiệt đó ông. Nó lừa vợ chồng mình hết lần này tới lần khác. Rồi nó lừa luôn cả quan nữa. Đuổi nó đi. Ông mà ông đuổi nó là tôi đuổi đó. Đuổi cái gì mà đuổi? Cái ruộng mình bây giờ phải làm cỏ mới trồng lại cái vụ khác phải không? Thì đúng rồi. Vì bắt nó cuốc cỏ xong đuổi. Đỡ tốn tiền muốn người làm. Trời ơi, mày cuốc lẹ lẹ giùm tao đi, mày cuốc hết cái này mới về ăn cơm được, có nghe chưa thằng quỷ? Dạ, con làm hồi sáng giờ, chú bắt con cắt cỏ nè, cuốc rồi sáng đến giờ mập muốn chết luôn à. Chú ơi, cho con ngồi nghỉ chút xíu nha, uống nước nha. Mày nghỉ là miếng đất này ai cuốc? Mày uống đợi đi. Mày cuốc cho xong cái mảnh đất này mới về ăn cơm được á. Chú ơi, hết chợ nước luôn rồi.
hết nước thôi lại làm đi. Không ấy, cho con chạy về nhà lấy nước ra để chú cháu mình uống xong rồi con làm tiếp. Thôi thôi thôi, thôi. Mày nghĩ sao? Giờ này mày chạy về nhà mày lấy nước rồi chừng nào mày mới ra mày cứu hết miếng đất này. Trời ơi, chứ nãy giờ con mệt con say nắng rồi chú bắt con làm nữa hả? Hồi con mệt con xỉu đây nè, không ai làm cho chú luôn á. Mày mệt mày xỉu hả? Chứ sao? À, thôi mày chạy về mày lấy nước đi rồi mày ra liền cho tao nghe không? Dạ dạ. Đợi con chút nha chú. Ừ, đi đi. Thiêm ơi, Thiêm ơi. Cái gì vậy? Thiêm ơi, Thiêm. Ai đuổi mày mà mày chạy như vịt vậy mày? Chú sao? Chú sao? Chú chết rồi. Cái gì? Mày mới nói cái gì đó cuội? Con gì với chú đang khai quang ngoài lẫy á. Tự nhiên có con trâu điên ở đâu có điên khùng khùng chạy lại hút chú bay trời. Trời ơi. Chú rớt xuống đất ruột gan phèo phổi văng ra một đống luôn. Trời đất ơi, rồi bây giờ ông nằm ở đâu? Đang nằm ngoài đồng. Trời ơi, ông ơi, sao con chạy tả vậy ông ơi? Cái thằng nó nói đi về con chút xíu là nó ra liền. Dĩ mà tới giờ này chưa ra. Chú ơi, chú ơi, chú. Mày làm gì mày chạy về nhà lấy nước? Mày ra đây mày khóc làm sao vậy? Vậy gì? Thề thảm lắm chú ơi. Thảm là cái gì thảm? Chú về nhà lẹ đi. Thiếp sao? Thiếp chết rồi. Trời ơi, giờ tao sao chết? Khi con chạy về nhà thấy thiếp đang tính sổ tiền bạc này. Nhưng tính sổ có gì đâu chết? Cái con dế nó bò ra. Bò ra có gì đâu chết? Cái thiếp xạo quá, thiếp bay lên thiếp ôm cây cổ. Ôm cây cổ mà rồi sao nữa? Xong thiếp tu cây cổ. Rồi sao? Cái cột gãy nhà sập nè, thiếp chết. Mặt mày thiếp tái hết chú ơi. Trời ơi, 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 trời. Mặt đuôi em sao mà chạy dữ vậy không biết nữa. Bộ bị đuôi sao đụng cho dữ vậy? Vậy mà đụng tôi dữ vậy bà nội. Chạy ra ngoài đồng chồng tôi bị trâu hút lòi ruột rồi. Bây giờ tôi ra ngoài chứ hổng xa không về nè. Tôi có chuyện với bà tôi về tôi coi vợ tôi sao. Ông đánh ra cho tôi kiếm chồng tôi. Ông là người hay là ma vậy? Tôi là người chứ ma gì? Còn bà là ma hay là quỷ? Tôi là người. Người hả? Ông chưa chết hả? Chết là nào chết? Tôi còn đứng sẵn sàng đây mà chết đi gì? Bà cũng chi kìa. Tôi đâu có chết đâu. Tôi sống nhân răng mà. Sao thằng cụ nó nói vậy? Nhà sập đè bà chết quẹo. Thằng cụ nó nói là ông bị trâu hút lòi ruột ở ngoài đồng. Tôi chạy ra ngoài. Trời ơi. Vậy là tôi với bà bị thằng cụ nó lừa rồi. Đuổi ông hả? Khỏi đuổi ông cũng đi. Ê, thằng cụ kìa. Mày bắt ông hả? Đâu có dễ. Hả? Mày hả? Hả? Dạ. Mày chạy hả mày? Mày là chú hút đi đâu hả mày? Hả? Cái tội của mày đáng bỏ họ thả trôi xong đó. Đúng rồi. Dạ, con giải xíu cho vui mà chú. Chú nở lòng nào. Lên mày. Lớn hả mày? Kỳ này tao sẽ cho mày chết. Nè, mày đừng có mơ mà gạt được ai nữa nghe chưa. Đi mày. Đi mày. Chú đi. Đi. Thả lên con đi chú. Tha cho mày hả? Chú vô mày. Chú ơi, có gì chú dám mình nói chuyện. Sao chú được tội con mà chú. Từ từ vậy này. Chú vô. Thả lên. Dạ. Chú vô. Chú sắc cho mày. Đẩy cái đầu vô mày. Chú ơi, thôi thì nguyện cha thầy chú. Chú bắt con sống thì con sống, bắt con chết thì con chết. Con chết chú kiếm ở lại, đáng sống mạnh khỏe nghe. Mày chết rồi, tụi tao lúc nào cũng
vui vẻ đó mày. Trước khi xuống dưới con còn có một ý nghĩ sau cùng, không biết chú có giúp giùm đứa cháu sắp lìa đời này không. Chú, mày đừng có mơ mà lừa tao lần nữa nghe không. Sắp chết tới nơi rồi lừa lọc gì nữa chú. Chỉ con cái con đang lo sốt gió nè, tới số chết là phải chết thôi. Mà trên trần á, ăn nhờ ở đậu nhà chú thím rồi. Chết xuống dưới á, giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ, chưa quen biết ai, không biết làm gì ăn đây nữa. Nghe nó nói cũng phải. Dạ. Nhưng mà thôi mày làm gì kệ mày. Mày lo mày tự thân vận động, mày ăn năn cái chuyện mày làm bậy bạ trên trần á. Giờ biết rồi. Nhưng mà dù sao chú thím cũng là người ép con vô hoàn cảnh, con chỉ lo chú thím sống dằn vặt vì cái tội giết cháu của mình thôi. Cho nên con muốn giúp chú lần cuối à. Tao không có gì phải dằn vặt hết đâu. Thả tôi xong một thằng lừa lọc như mày á. Dạ, tội giết người vi phạm việc nước á, ở tù một gông có khi tử hình đó chú. Đó, nói vậy thì giết người á không phải nhẹ đâu, có khi ám ảnh cả đời luôn á. Nhưng mà như vậy chú mà tạo điều kiện cho con xuống dưới á, để con làm ăn ổn định á, thì chú cũng đỡ dằn vặt chút. Giúp mày xuống dưới có công chuyện làm ăn. Giúp mày sao rồi mày nói lại tao nghe coi. Dạ, là vậy. Sao? Giờ phút cuối rồi, con sắp chết con nói thiệt với chú luôn. Sợ dĩ á, nào giờ con lừa gạt người ta chuyện này chuyện nọ để kiếm ăn á, là đều có bài hết đó chú. Có bài? Ừ. Chú nghĩ con là ngu như con á, sao lừa gạt được ai? Tại vì con có cuốn sách á, dạy nói láo nhét trên mái nhà á. Giờ chú nghĩ tình á, chạy về nhà lấy một con đi, mang xuống dưới làm ăn, đảm bảo con chết á, rồi lương tâm của chú không hối hận chút nào hết á. Nè chú nhìn đi, hai tay con bị chói cứng như vậy rồi, rồi chú buộc chặt ở ngoài nữa, làm sao con trốn được. Chú mang cuốn sách dạy nói láo cho con, chú bỏ vô trong rọ cho con nè, chú đá con cái con dằn xuống nước, vậy là xong rồi nha chú. Nè, mày mà gạt tao một lần nữa là mày chết với tao nghe chưa. Bây giờ tao chạy về tao sẽ kiếm cho mày, nghe chưa? Ở đây đi. Dạ. Anh gì ơi? Anh ơi. Tôi đây. Ủa? Sao anh bị trói trong đây vậy? Chuyện dài lắm. Tôi mới đi chơi với thủy cung về, vô trời luôn. Cái gì? Anh đi chơi với thủy cung? Trời đất ơi. Số là trước đây á, tôi bị giống như anh vậy đó, nặng hơn luôn á. Làng sớm thấy ghê, sợ tôi lây cho họ, bỏ rọ để tôi xuống sông. Ai ngồi xuống dưới á, gặp thủy thần thương chỉ hết bệnh luôn. Nhưng mà sợ tôi trốn ở lại á, cho nên bỏ tôi vô rọ, quăng tôi lên đây nè. Anh xem thấy da tôi không, trắng mịn thấy không? Nhìn láng thiệt. Anh có muốn xuống dưới người ta chịu bệnh cho không? Tôi cũng muốn hết bệnh giống như anh vậy đó. Anh mở trói giùm tôi đi. Để tôi mở. Nhảy lên. Anh chui ra đi. Từ từ để tôi đỡ cho. Đây. Ủa mà anh xuống dưới là được trị hết bệnh luôn thiệt hả? Tôi nói thiệt mà. Không tin hả? Nè, làng da tôi láng trên thấy không? Chân tôi cũng vậy nè. Đúng rồi. Anh, tôi có một ít tiền á, đa tạ anh giúp tôi trị hết bệnh. Anh cầm giùm tôi. Bây giờ đi, tôi trói ông nhé chỗ đó. Nghe tôi dặn nè. Dạ. Khi mà ông chưa vô rõ, ông phải nằm sắp xuống nghe. Dạ. Ông biết sao không? Khi mà rõ nó chìm xuống á, cái ở dưới thủy thần nó nhìn lên ha. Cái thấy mặt của ông. Dạ. Người ta tội nghiệp, người ta chữa trị tận tình cho ông. Chứ còn ông mà nằm ngửa á, là ở dưới người ta nhìn lên thấy cái lưng tưởng tôi, người ta đập người trở lại á. Dạ. Nghe dặn không? Dạ dạ. Nhớ nằm sắp nghe chưa? Dạ. Tôi nhớ mà. Chừng nữa. Đây. Chút xíu nữa nằm ngửa là bị đạp lên hả? Chứ sao? Chừng vô, chừng vô. Xuống trời ơi, nằm sấp xuống che cái mặt lại, thẳng cái mặt.
mặt xuống dưới. Thủy thần người ta mới nhìn rõ mặt ông người ta mới trị được. Hiểu chưa? Dạ. Rồi nằm im nghe nghe. Chút có thủy thần lên rước ông xuống. Nhớ đó. Dạ dạ. Thôi đi nghe. Cảm ơn anh nha. Thôi không có gì. Giơ cái mặt xuống. Chết là như tao. Dám lừa tao hả? Tao nói cho mày biết, tao về tao lục banh cái nhà luôn. Cũng không có cái khuôn sắt nào hết trơn. Chết mày với tao. Mày chết mày với tao. Mày chết mày với tao. Con mày chết. Mày chết mày với tao nè. Con mày chết. Con mày con mày giống con xào luôn. Mày con mày giống con xào với tao nữa không? Anh gì ơi? Anh gì ơi? Anh gì ơi? Hả? Có người chết đuối trong rọ. Đâu 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 anh? Dưới đây nè. Ờ. Kìa. Lẹ đi anh. Đi lên. Anh ơi, lẹ lẹ giùm anh ơi. Xin ra chút nữa anh. Mày quá. Cứu được rồi. Mày làm cái gì ở dưới vậy? Con đâu có làm gì đâu ông, con tắm mà. Rõ ràng tao thấy mày cứ hì hục ở dưới, chắc có điều gì mờ ám đúng không? Dạ. Con nói với ông á, ông giữ kín chuyện này giùm con nghe. Chứ không để người ta biết á, người ta kéo rần rần tới đây á, kiếm vàng kiếm bạc á. Tại ở dưới đây có vàng. Mày nói sao? Ở dưới có vàng bạc hả? Dạ. Chẳng giấu gì ông, cha con á có cho con ít vàng ít bạc với lại mấy quan tiền để đi mua đồ. Mà tới đây á con thấy nóng, con nhảy xuống con tắm, rồi con lỡ rầm rớt vàng bạc của cha con cho con mới tìm được mấy quan tiền ông ơi. Vàng bạc kiếm bây giờ chưa có, giờ con phải đi kiếm tiếp. Nè. Dạ. Thằng kia, mày đi lên. Chỗ này chỗ tắm của mày hả mày? Đi lên cho tao tắm. Dạ nhưng mà con đang kiếm vàng kiếm bạc mà quan. Kiếm cái gì? Chỗ này không phải là chỗ của mày kiếm. Đi lên. Dạ. Lên lẹ lên. Dạ dạ lên. Con về liền. Thím ơi, chú Thím. Thím ơi, con về rồi chú Thím ơi. Về rồi. Trời ơi. Ông. Ông có chắc là ông đá nó xuống sông không? Chắc. Chút ra nó xuống đây rồi. Ê, là hồn ma bóng quế nó vậy nó nhát mà trời ông ơi. Tôi lại. Con giỡn mà. Con thiệt mà. Con còn sống mà.
thiệt không? Đúng rồi, đúng cái gì rồi. Vậy? Nó... lặn hụp từ nãy giờ có thấy cái gì đâu à. Trời ơi, quần áo của tôi, tôi bị nó lừa rồi. Chắc chú Thím thắc mắc tại sao con còn sống về đây đúng không? Chú Thím yên tâm đi, con còn sống nhăn răng nè. Còn ở dưới mới lên. Dưới nào? Mày đừng dở thủ đoạn nữa hả? Thủ đoạn gì chú? Ở dưới một thủy cung mới lên chứ đâu. Trời ơi, nó nói nó dưới thủy cung nó ném về Hà Bá rồi ông ơi. Gì? Hà Bá? Con là hàng củi, cháu của chú Thím mà. Con ở dưới thủy cung mới lên thiệt. Chính chú đá con xuống dưới mà chú còn nghi gì nữa. Con xuống dưới ha, gặp ha, đầy đủ họ hàng tổ tông ba đời nhà chú Thím luôn á. Thiệt, ở dưới đàn ngóng chú Thím xuống chơi á. Sao mày? Chú Thím không tin hả? Vậy chú Thím nghĩ sao mà con có quần áo đẹp như vậy nè, lộng lẫy? Tại vì ông bà thấy con xuống dưới á, quần áo rất te tua nên thương cho con đồ mới vậy nè. Còn nói với con á, dạ, bỏ qua mọi chuyện đi, mời chú Thím xuống dưới chơi để tận mắt chứng kiến những cảnh huy hoàng xa hoa lộng lẫy đẹp đẽ dưới thủy cung. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, con xạo với chú Thím làm cái gì? Nếu ông bà không dặn con thì con không trở về nhà đâu. Làm sao con quên được cái cảnh á, chính chú á đá con văng xuống sông á, không thương tiếc, không nghĩ tình chú cháu gì hết trơn á. Ai biểu mày lừa tao? Mày lừa ổng chi? Mà làm sao người sống mà đi xuống chơi dưới trong cung được ta? Đúng rồi, mày người chứ đâu phải quỷ ma đâu mà xuống đó được. Trời ơi, dễ cả. Nè, con nè, con cũng xuống dưới con về được vậy. Dễ lắm. Chú Thím nó ra bờ sông, rồi chui vô rọ, con đá chú Thím xuống sông, y như cách chú làm với con vậy đó. Mà con nói thiệt nha, họ hàng nhà mình á, phước đức biết bao nhiêu đời á, mới xuống thủy cung được. Chứ người trần mắt thịt á, ai mà làm được điều đó. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, ở dưới thủy cung đẹp lắm đó. Đây là cơ hội, chú Thím nên xuống dưới chiến đi. Lẹ đi con. Dạ xong rồi chú. Mà chú Thím xuống dưới á, ai cho gì á, lấy hết về nghe. Ở dưới sướng lắm, vàng ngọc á rải đầy đường luôn, không cho trên mình đâu. Trời ơi, dữ gì đã mày. Trời ơi, con gạt chú Thím làm cái gì? Xuống dưới đi biết, nó xà qua lộng lẫy lắm. Trời ơi, mày nói tao đồ quá, mày đánh tụi tao lẹ lẹ đi. Lẹ tao đi, lẹ lẹ đi, tao đi trước đường bả đi sao đi. Ê, vậy hả? Nè, sao vậy chú? Đi, lẹ đi mày. Mày lấy tao trước lẹ. Thôi mày đẩy đi nữa. Tao đi trước. Nghe, xuống dưới ai cho gì mang lên nha chú. Lẹ đi, lẹ lên đi. Rồi, đến thêm luôn. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Cứu con, có người tự tử. Ở đâu? Mà ở đâu? Con không biết bơi, con sao con không dám ra. Ở đâu? Ở dưới á. Trời ơi, em chú. Hai chú ráng cứu nha chú. Dạ dạ. Ai biểu hai người khác với tôi quá anh chị? Đây chú Thím mày đâu? Dạ chú Thím con đi thăm họ hàng ở xa rồi. Chứ về ông qua đây có chuyện gì không ông? Ngồi xuống ông tao nói chuyện nào coi. Về nữa. Ngồi xuống. Dạ. Nghe đồn mà. Ủa sao nay mày có bộ đồ đẹp mặt mày? Dạ đẹp không? Đẹp. Lúc nãy con đi ở ngoài đường á, cái có ông kia thấy con bận đồ xấu á, tội nghiệp quá, cái ông cho con bộ đồ này nè. Đã ha, cái số mày cũng may mắn ha. Nè, tao nghe nói là chú Thím mày có món bánh ngon lắm phải không? Tính qua đây ăn thử rồi
sắp tới đặt tiệc luôn. Chết cha, ông bà giờ không biết còn sống hay chết nữa, vậy ai làm bánh trời? Sao tao hỏi mày không nói, mày cứ giật giật nhăn nhăn cái mặt hoài mày. Dạ bánh hả ông? Chú thím con đi không biết chừng nào về mà không biết trong nhà còn bánh không nữa ông. Mày nè, mày nhớ cái rằm tới này nói chú thím mày đem qua 500 bánh ngang. Nè mà ông, có cái này nè, con nói ông đừng có nói ai nghe nghe. Nói đi. Đây là bí quyết gia truyền của dòng họ, sống để bụng chết mang theo á. Nói đi ông nghe. Dạ. Bánh ở nhà con á không phải là chú thím của con làm ra đâu. Không phải chú thím mày làm, vậy là mày làm? Dạ không luôn. Vậy chứ ai làm? Mà gà làm ra đó ông. Gà? Dạ. Ở trong xóm mình đâu có ai tên gà. Gà là con gà đó ông. Con gà làm ra cái bánh? Dạ. Tức là nó đẻ ra bánh đó ông. Không phải đẻ ra trứng mà đẻ ra bánh. Còn ông nói ông không biết đâu. Con mà không nói ông không tin đâu. Con gà này phải làm gà thường. Con gà gọi là thần kê đó ông. Mỗi lần ông muốn có bánh á, phải đập lên lưng nó là nó sẽ đẻ ra bánh. Mỗi lần muốn ăn là lấy cái cây đập con gà. Dạ. Mày lấy ra tao coi thử coi. Dạ dạ. Ông đợi con chút nha ông. Ờ. Dạ. Đợi một xíu. Trên đời này có con thần kê thiệt hả ta? Đẻ ra bánh. Để ra bánh đi. Nó là con gà. Để ra bánh hay là nó cái củ gà vậy trời? Đâu? Dạ đây. Chà, cái bánh này là do con gà nó làm ra đó hả? Dạ. Ông ăn từ từ thôi. Từ từ á mới cảm nhận được. Nuốt nhẹ nhẹ vô thôi ông. Ngon quá. Dạ, ông thấy sao? Ngon đúng không? Càng. Ăn nữa đi ông. Ông thấy cái mùi vị của nó khác hơn những loại khác đúng không ông? Ngon. Dạ. Ngon lắm. Dạ. Chính nó làm ra đó hả? Dạ đúng rồi. Đưa đây ta coi. Nhưng mà ông phải cẩn thận nghe. Cẩn thận lắm. Đây là thần kê của chuyện nó bay về trời. Kỹ chú ông. Không thôi chết con, chết gia đình con luôn ông. Biết rồi. Wow. Đúng là gà thần ha. Dạ. Nhìn nó cũng đẹp hơn gà bình thường. Dạ. Dòng họ con mấy chục năm nay sống nhờ con gà này đó ông. Nè, mấy đời nay dòng họ mày đã xài. Dạ. Đủ con gà này rồi. Tao nghĩ chắc cũng chán. Để con gà này lại cho ông nha. Vậy đâu được ông. Đây là kế sinh nhai của chú thím con, sao mà bán cho ông được. Bây giờ mày muốn cái gì mày nói đi, bao nhiêu tao cũng mua hết. Tao đã thích con gà này rồi, chắc chắn tao sẽ mua được. Nè. Dạ. Nếu như mày không bán, tao sẽ đi rêu rao. Cái bánh này không phải là do nhà mày làm, mà do con gà này nó đẻ ra. Lúc đó nhà mày làm sao bán bánh được? Suy nghĩ đi. Nhưng mà nếu ông biết vậy thì ông phải đưa lại. Nhưng mà ông làm mất kế sinh nhai của nhà con thì ông phải trả cái gì xứng đáng mới được cho gia đình con sống chứ ông. Đưa con gà đây. Dạ, dạ, dạ. Cẩn thận không? Ông, bây giờ ông lấy con gà của con nè. Rồi ông, giờ ông đợi cho con mấy con chim cút được không? Ý, không được ông. Vậy chứ mày muốn gì? Vậy là cũng bằng quá, mày còn muốn gì nữa? Dạ, ông lấy con gà, đây là kế sinh nhai của chú thím của cả dòng họ nhà con. Hay là ông đền bù lại con trâu mộng để cho nó cày cấy để gia đình con kiếm cơm chứ ông? Gì? Mày điên hả? Con gà có chút xíu này, đòi đổi nguyên con trâu mộng. Con trâu mộng là con trâu bình thường, nó chỉ biết cày cấy thôi. Còn con gà con là gì? Là thần kê. Mỗi lần ông thèm bánh, cứ đánh một cái, đẻ bánh, đánh một cái, đẻ ra bánh. Đó, ông mà thèm bánh nữa, ông cứ đánh càng nhiều, nó đẻ càng nhiều. Còn trâu ông làm được không? Thôi được rồi, trâu mộng thì trâu mộng. Giờ nè, ta lấy con gà trước. Cái làm cho gia nhân, nó đem con trâu mộng qua cho mày. Nghiêm. Dạ. Ông nhớ nha ông, đừng gạt con ơi, nha ông. Ông uy tín mà, gạt con làm gì không biết nữa. Mà ông ơi, con dặn ông cái này nè. Khi về nhà ông á, nó thấy lạ, ông đừng có đánh liền nghe chưa. Ông phải để nó quen, rồi ông hãy đánh, nó mới đẻ ra được bánh. Chứ nó về nó lạ, đánh nó liền á, nó quản là không chuyện hết. Nó không có đẻ được bánh, hiểu không? Mà nó chạy đi mất rồi, nó bay về trời luôn, nghe không? Dạ. Dạ. Biết rồi. Giờ về nha. Dạ. Cho cái bánh đi nè. Hai cái luôn. Dạ. Nè ông về thông thả nghe không?
Tôi lạnh quá ông ơi. Thằng Cụi đâu rồi? Thằng Cụi. Dạ có con. Cụi đâu rồi? Mày ra đây biểu ơi. Mày ra đây, cút ra khỏi nhà tao đi. Trời ơi. Chú thím khỏi còn đuổi, con cũng đi nữa. Mà cũng tại chú thím trước. Chú thím muốn hạ chết con thì con mới nghĩ ra cái sách này nè. Để cho chú thím hiểu một điều là muốn hại người là người hại. Đó người ta kêu là ghẻ ông đập lưng ông á. Ê, còn cái con trâu mộng mày cột ở ngoài gốc cây là sao mày? Chú thím thấy chưa? Đi vắng mới có mấy canh giờ mà con làm lợi cho gia đình mình một con trâu rồi. Phải chi chú thím á đối xử tốt với con nè, thương con nè, rồi kêu con ở lại á thì con sẽ tạo ra thêm nhiều lợi cho gia đình mình nữa. Thôi giờ chuyến này con đi, con sẽ đi ngao du sơn thủy coi trời coi đất cho thỏa con mắt. Mày muốn đi đâu? Mày đi đi, đi ra khỏi nhà tao. Mày đi đi, mày đi tao cũng nuôi con heo á. Trời ơi lạnh quá. Chú thím vui vẻ hẹn ngày tái ngộ. Đi à. Thằng Cụi đâu rồi? Ôi mày chết mày với tao rồi Cụi ơi. Mày vậy vậy chờ ông. Mày là quân lừa đảo. Cái con gà này tao đánh nó chết lên chết xuống mà nó có ý ra miếng bánh nào đâu. Sao kỳ vậy ông? Kỳ cái gì mà kỳ? Chính mắt ông thấy gà đẻ ra bánh mà. Tao thấy hồi nào? Tao chỉ thấy mày ẵm con gà bưng dĩa bánh ra thôi. Tao không hề thấy con gà đẻ ra bánh. Thôi ông bình tĩnh. Ông vô đây còn nói nè. Mày từ từ mày nha. Không giải thích rõ ràng chết mày với tao. Dạ cái chuyện nó vậy nè. Mày không giải thích được chuyện này là mày chết mày với tao. Dạ ông bình tĩnh đi. Con hỏi ông nè. Sao? Ông để nó bao lâu rồi mới đánh vô lưng nó? 3 canh giờ tao mới đánh nó. Trời ơi vậy là đúng rồi. Bình thường á là phải để cho 3 ngày hoặc 7 ngày để nó quen hơi, rồi nó quen chỗ rồi ông đánh nó mới đẻ ra bánh được. Còn đằng này có mấy canh à, ông đánh nó làm sao đẻ ra bánh được? Nó không bay lên trời là mai rồi đó. Tao không biết. Bây giờ tao đánh con gà gần chết rồi, tao trả cho mày con gà nè, cầm đi. Đó, mày trả lại con trâu cho tao. Trời đâu có được ông. Hả? Ông làm mất phép thần kê của con rồi. Ông trả lại con, lấy lại con trâu, lấy gì con sống. Mà con không trả đâu. Ông biết luật rồi mà. Hàng quá tay, không bao giờ trả lại. Mày hả? Hết rồi mày. Có cái chuyện nhỏ xíu như con cuốn chiếu mà ông đòi giết nó hả? Trời, mày là đầy tớ của tao mà tại sao mày ngậm máu phun người? Tao kêu mày giết nó hồi nào? Tao kêu mày đan cái rổ tre bỏ nó vô rồi thả nó xuống sông. Tao kêu mày giết nó hồi nào? Ồ. Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Mày hả Cụi? Tao đang chặt tre để làm rộ vì mày xuống sông, vì cái tội mày lừa gạt lão gia. Giờ tôi biết. Giờ lão gia nhà anh muốn làm gì tôi cũng được, tại số tôi xui xẻo thôi. Mà anh biết chỗ nào bán bưởi không? Tôi mua nhiều lắm. Chị mày? Tôi mua nhiều về để dìm chết con trâu chứ làm chi. Tại nó mà tôi xui xẻo nè. Bây giờ đó tôi phải mua thật nhiều bưởi về dìm chết nó trả thù. Hả? Mày mua bưởi dìm trâu á hả? Dạ dạ. Mày có bị khùng không vậy? Mày muốn dìm trâu mày phải lấy đá nặng mới dìm được chứ. Vậy là anh không biết rồi. Cổ nhân có câu á, rọ bưởi thì chìm, rọ đá thì nổi. Đó giờ anh có thấy cổ nhân nói câu nào sai không? Ủa, cổ nhân có nói vậy hả? Dạ, câu đó ai mà không biết. Ông xin anh làm thử coi. Thôi thôi, tôi đi mua bưởi dìm chết con trâu này mới được nha. Ủa, nó nói có đúng không ta? Cổ nhân có nói vậy, mua bưởi dìm trâu. Vậy báo về lão già biết mới được. Dạ lão già, nó nói là rọ bưởi thì chìm, rọ đá thì nổi. Rọ bưởi thì chìm mà rọ đá thì nổi, có đúng như vậy không? Sao con biết được? Con là đầy tớ, con ngu con không nói. Ông là chủ con á, chẳng lẽ chữ nghĩa thánh hiền ông không biết? Mày nói tao lão gì vậy? Mày nói vậy là ý mày nói tao ngu hả? Dạ con đâu có dám đâu. Ủa mà cổ nhân có nói gì không? Ông làm sao biết được? Cổ nhân nói cả dạng câu làm sao nhớ hết. Nhưng mà nói cái vụ bưởi á thì vườn nhà mình thiếu gì. Mày đi kêu đám gia nhân á hái bưởi nhét vô dìm nó xuống sông cho tao. Tao tức nó quá chịu không nổi. Con đi liền. Lần này mày chết chắc. Mày dám gạt tao hả mày? Hả? Em nó xuống dìm nó chết cho tao. Dạ, biết dạ. Lỗi ông ơi. Nhớ lên. Con ông ơi. Hai đứa con ông ơi. Để lên. Cứu con ông ơi. Dám gạt tao mày. Cứu con ơi. Trời ơi, chỗ đó nó cạn quá.
Đúng rồi, ra xa, ra xa. Dạ dạ. Gì mà xuống, dạ cho mà. Nó chết. Dạ. Thả nó xuống, thả nó xuống. Xuống. Thảo không mày. Đúng rồi. Con mày chết. Tài thả luôn. Bây giờ rồi vô mình đem bán kiếm tiền. Ở đâu có giống gánh hay gì ta? May quá. Ủa, mà không biết ai lại để ở đây hay để quên. Mà mày lấy của người ta kỳ không ha? Đâu sao? Lấy giống gánh, đổi cái rõ. Thông minh quá. Mày rồi. Ê thằng kia, đứng đó, đứng đó cho tao. Ông à, đúng là mày rồi. Mày to gan lắm, mày dám gạt tao hả mày? À, dạ con đang đi kiếm ông nè, để qua trả lại đồ cho ông. Mày đừng có xạo ngang. Dạ. Gánh cái gánh bưởi cà lết cà la như vậy mà nói trả tao hả? Gông đồng nó lại. Ông muốn bắt con á thì ông bắt đi, nhưng mà ông bắt con rồi á thì sợ làm ảnh hưởng tình cảm giữa ông với lại quan sở tại của con á. Cái gì? Quan sở tại? Ừ, con đang làm sứ giả để cho quan con sang gặp ông, một công đôi chuyện mà. Vậy là sao? Quan mày là quan sứ nào? Tao đâu biết. À, quan con là quan sứ hạ. Dạ. Quan con á biết con lấy đồ của ông vậy á, về đánh đập tra tấn con đủ điều, bắt con phải qua đây xin lỗi ông. Rồi quan con á bắt con là đem qua một cái gánh bưởi nè. Ai, bưởi này ngon lắm nha. Bưởi vừa nhà quan đàng hoàng, ngon lắm đấy. Thiệt hả mày? Dạ có thiệt mà. Đúng là quan anh của ta. Quá thật. Quá thật sao ông? Thật là chu đáo chứ sao. Dạ quan con còn dặn á, hỏi nếu quan có con trâu đực á thì cho quan con mượn về gieo giống vài bữa, rồi mai mốt á đích thân quan con sẽ qua cảm ơn. Đa tạ rất hậu hĩnh luôn. Tưởng chuyện gì chứ cái chuyện này. Chuyện này sao ông? Chuyện này thì được chứ sao. À, dạ. Mày nói sao? Nói về. Dạ con thấy nó đứng lù lù ở ngoài kìa ông. Chẳng những nó không chết mà nó còn dắt thêm một con heo về. Con trâu ông. Ờ con trâu về. À, ông bây giờ mình tính sao? Sao nữa? Dắt nó vô chứ sao nữa? Dạ. Lại lên. Vô đi. À, dạ con chào ông. Ngon 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 ngon. Uống miếng trà. Dạ cảm ơn ông. Dạ ông ơi. Hả? Vua Thủy Tề gửi lời cảm ơn ông vì ông biếu rọ bưởi nên liệu con á đem trâu về để trả lễ. Có chuyện kỳ lạ đó thiệt hả? Dễ thiệt. Ông không tin ông ra ngoài coi. Ta nói con trâu nó mập mập hơn ông nữa. Dạ. Không sao không sao. Con có nói ông giống con trâu cũng không sao. Miễn sao ông có thêm một con trâu là ông vui rồi. Ý con nói là nó mập lắm. Nó mập còn hơn con trâu bữa ông đổi con gà của con nữa. Dạ. Con à, con thấy ở dưới á cái quan cảnh nó làm sao? Dạ ở dưới là khỏi nói rồi. Nó đẹp còn hơn nhà ông nhiều. Gì nói chung là nó choáng ngợp, nó lộng lẫy, nó xa hoa.
Nói chung là từ ngữ của con nó ngắn bằng chiều cao của con, không thể nào diễn tả hết được. Ông xuống dưới ông nhìn tận mắt ông mới thấy á. Ta nói nó bề thế dữ lắm ông ơi, ta nói nó lộng lẫy lắm. Nhưng mà làm sao ông xuống dưới được? Trời ơi, ông lo gì, tầm thường như con vậy nè còn xuống dưới được. Gì hả? Nó chỉ là sang giàu như ông vậy, xuống cái một là bình thường. Mà nếu đó ha, Vua Thủy Tề mà biết ông á là người biếu rọ bưởi, chắc chắn á Vua Thủy Tề đãi dữ dằn luôn. Nè, đi này, mày mà nói láo ông một lần nữa là mày chết nha cụi. Con nói dối ông làm gì? Nhưng mà nói thiệt nha, ông mà xuống một lần ông ghiền luôn. Nhưng mà con chỉ tiếc một điều thôi à, phải chứ hôm đó ông dìm con bằng cái rọ đá xuống dưới thì hay biết mấy. Làm sao? Dạ, tại vì ở dưới bưởi thì hiếm, không có. Đúng rồi, dưới nước sao trồng bưởi được đó. Bởi vậy Vua Thủy Tề mới cho trâu. Còn đá hả, dưới càng hiếm hơn nữa. Ủa, nói vậy ở dưới sông, ở dưới thủy cung không có đá hả? Dạ không, toàn là sình không à. Đúng rồi. Dạ chắc vậy. Con biết sao không? Tại vì Vua Thủy Tề đang chuẩn bị xây thêm lâm cung nên cần rất nhiều đá. Nếu kỳ này ông đem đá xuống dưới chắc chắn ông sẽ trả vàng. Một cục đá, cục vàng, hai cục đá, hai cục vàng, một bè đá thành một bè vàng luôn á ông. Nè, dạ, có đúng như những gì mày nói không? Dạ, con nói dối ông làm gì? Lần này mày mà nói láo ông là mày chết mày nha cùi. Trời ơi, con sao dám gạt ông? Vậy là ông không đi phải không? Vậy con đi à? Quay. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Kể từ giờ phút này mày không được đi đâu, mày chỉ ngồi ở đây thôi. Con đi rồi đúng không? Bây giờ để cho ông đi, để ông mở mang tầm mắt, để mà còn giúp đỡ Vua Thủy Tề xây dựng thủy cung nữa chứ, đúng không? Dạ. Dạ. Không cho nó đi nghe chưa? Dạ dạ dạ. Bây giờ ông đi tìm đá, thiết là đá đem xuống giả tặng cho Vua Thủy Tề. Dạ. Ngồi để không đi đâu nghe chưa? Dạ. Ê, hả? Ngày mai á, khi mà ông có xuống thăm Vua Thủy Tề á, khi nào mà thấy nước sủi tâm á, là Vua Thủy Tề đã thiết đãi xong. Nhớ phóng xuống kéo ông lên nghe. Hiểu. Xong chưa? Mà nè, sao ít đá vậy? Dạ, ông ơi, con thấy nhiêu đó là được rồi đó ông. Lỡ chuyến này thôi nha, chuyến sau á là nhớ bỏ đầy đá cho tao nghe chưa? Dạ dạ. Ông vô đi ông. Dạ vô đi ông. Vô đi ông. Lẹ lẹ. Lẹ. Ây chà. Ây. Rồi chứ ông. Rồi rồi rồi. Lẹ lên. Dạ dạ. Rồi rồi rồi. Lẹ lên, khiến tao quăng xuống dưới. Tụi bay lâu lắc quá. Dạ dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ dạ dạ. Lẹ lên. Tao nôn quá. Đúng rồi. Lẹ lên, lẹ lên. Ra nữa. Ủa, sao sủi tâm nhanh vậy mày? Không lẽ Vua Thủy Tề tiếp khách nhanh vậy? Ê, tao nghĩ thằng củi nó lừa quá. Ông mà có chuyện gì á là tao với mày bị liên lụy. Ờ hả? Ổng mà chết tao với mày bị mang tội giết người. Giết người đó. Kéo ông lên, kéo kéo kéo. Trời ơi, ông có sao không ông? Ông có sao không ông? Trời ơi, khi nó vô, khi nó vô. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Trời ơi, lẹ lên, lẹ lên. Ông ơi, ông thấy Long Dương chưa ông? Ông có thấy không ông? Trời ơi, Long Dương cái gì? Xem chú ta gặp Hà Bá rồi hả? Trời ơi, lần này ta lại bị thằng Cụi nó lừa nữa rồi. Trời ơi, thằng Cụi á, thằng Cụi. Cụi bị dân làng đánh một trận thừa chết thiếu sống và đuổi khỏi làng vì tội nói dối, phá phách khắp làng xóm. Anh hối hận ra đi và mong muốn làm lại cuộc đời. Giờ mình cũng lớn rồi, suốt ngày cứ rong chơi lêu lỏng phá phách vậy hoài sao được. Xếp chút nữa là hại người hại mình rồi. Giờ phải tìm cái nghề nào đó đàng hoàng để học. Sao chứ thú làm ăn chỉ còn lấy vợ sinh con nữa chứ. Hai con đã theo ta bao lâu nay, học cũng được khá nhiều phép thuật để dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay ta cho hai con được trở về với gia đình. Nhớ lời ta dặn, hai con là huynh đệ đồng môn, cho nên dù không còn dưới sự quản thúc của ta nữa, hai con vẫn phải thương yêu nhau, sống nghĩa khí với nhau, cho đáng mặt là học trò của ta, đúng nghe chưa?
Sư phụ, xin nhận của chúng con một lại để tỏ lòng biết ơn. Chúng con luôn ghi nhớ lời của thầy dặn. Huynh đệ chúng con xin cảm ơn thầy đã khổ công rèn luyện cho hai anh em chúng con thành tài. Và hai anh em chúng con xin phép thầy trở về chỉ dạy. Trên núi hôm nay á, trở về quê hương sắp gặp tiền thê của ta rồi. Bởi vậy á, huynh là thương thương nhất trên đời đó. Trong khi đệ không vợ không con, không nhà không cửa, bây giờ á, chắc đệ sẽ đi ngao du sơn thủy rồi. Hình như bên kia có người con gái khóc. Đi huynh, đi ơi hiền đệ, làm sao vậy? Huynh thử nghĩ coi, ở đây rừng rậm vắng vẻ vậy, tự nhiên có một người phụ nữ mặc áo trắng lại còn ngồi ngay trước mộ. Đi bình tĩnh lại đi. Để quên là sư phụ á đã truyền cho ta phép thuật, để ta dở phép thuật ra xem nàng là người hay quái nữa. Để ta thôi, mệt quá, nghỉ lại hỏi đi cho chắc. Ơi hiền đệ cẩn thận, mệt ghê vậy. Hiền đệ chờ đệ, huynh làm phép muốn chết luôn. Chồng ơi, chồng ơi, chồng, chồng chết rồi, chồng bỏ thiếp ở lại với ai? Ở dưới đó nóng lắm đúng không chồng? Em quạt cho chồng mát nghe chồng. Thấy chưa, nói đâu có sai, không phải người bình thường đâu. Không có ai đặt một cái câu hỏi vô lý vậy. Người chết rồi ở dưới là phải lạnh, chứ ai nói nóng. Thiệt là một người vợ thủy chung hầu hạ chồng cho đến lúc chết. Chồng ơi, cô gì ơi, tôi thấy cô khóc lóc quá trời. Chắc là do chồng chết. Nhưng mà chồng chết là do bệnh tật hay chuyện gì mà mình buồn tủi quá vậy? Chồng tôi bị bão bệnh nên qua đời. Trước lúc chết tôi có thề với chồng là sẽ ở dậy không bước thêm bước nữa. Ồ, quả là người vợ chung thủy. Nhưng mà sợ tôi một mình đơn chiếc nên chồng tôi khuyên hãy đi tìm hạnh phúc mới. Ồ, quả là người chồng cao thượng. Nhưng mà mấy anh biết không, mấy bữa nay á, ở làng bên có chị kia mai mối cho tôi một lương duyên rất là tốt. Vậy á, nàng không đồng ý đúng không? Nàng không đồng ý? Tôi đồng ý. Trời đất ơi, vì mày đặt khóc lóc gì vậy? Mày đặt qua đây quạt quạt cho chồng gì? Đi không đi lấy chồng đi. Tại vì hai không có biết, trước lúc chết á, chồng tôi căn dặn mắt tôi thề thốt là: em ơi, nếu như mà em muốn bước thêm bước nữa thì em làm ơn đợi mộ anh xanh cỏ. Mà mấy anh nghĩ coi, trời đất ơi, mấy bữa nay mưa gió bão bụng như vậy nè, thì nghĩ đi, làm sao mà cỏ mọc lên được, đúng không? Cho nên á, tôi phải ra đây nè, tôi ngồi đây nè, tôi quạt cho chồng tôi đó. Ồ, quả là một người vợ thâm thúy. Thì ra mục đích đi ra đây là ngồi quạt, quạt cho đất mau khô, cỏ mau mọc mới mau lấy chồng. Hay quá, người vợ chung thủy kiểu đó là hả? Tôi khổ quá bà chồng ơi, em khổ để, quá bà chồng. Ta sẽ giúp nàng. Chồng ơi. Chồng bà không có rảnh gặp bà kiếp sau đâu.
đi lấy chồng đi, đi lấy chồng đi. Em đội ơn chồng, em đội ơn chồng. Quỳnh ơi, ta chặn chàng cây bạn làm kỷ niệm. Giữ làm kỷ niệm nghe không? Thế thì lấy chồng đó, thích đi nha. Trời ơi, lẹ, lẹ, đang gì đó? Đi lấy chồng đi. Kỳ lạ. Người phụ nữ chung thủy. Chàng hãy uống chén trà nóng này cho ấm người. Đi đường xa về chắc là cũng mệt rồi. Sao chàng không vào trong nghỉ ngơi? Mà thiếp thấy chàng cứ cầm cái quạt này rồi lại suy nghĩ. Chẳng lẽ cái quạt này chàng được cô gái nào tặng khi học ở trên núi à? Kìa, nàng. Sao nàng nói lại vậy? Nàng ngồi xuống đây đi. Nàng cũng biết rồi đó. Ta chỉ có mình nàng là thê tử thôi. Ta thương nàng nhiều lắm. Nàng không hiểu ta sao? Vậy cớ gì mà thiếp thấy từ chiều đến giờ chàng cứ ngồi cầm cái quạt này nè, thẫn thờ, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng mà cái quạt này ở đâu chàng có? À, chuyện là như vậy. Để ta kể nàng nghe. Ta chặn chàng cây quạt làm kỷ niệm. Giữ làm kỷ niệm nghe không? Thiếp đi lấy chồng đó, thiếp đi nha. Đúng là thứ đàn bà hư thân mất nết, thề thốt rồi lại nuốt lời. Chồng chết chưa sanh mộ mà đã vội vàng đi lấy chồng khác rồi. Đã vậy còn giả bộ khóc lóc nữa. Thứ đàn bà đó là trời không dung, đất không tha. Ta có điều này muốn hỏi cho nàng. Nếu một mai ta lỡ chết bất đắc kỳ tử thì lúc đó nàng sẽ như thế nào? Kìa chàng, chàng đi biển biệt bao nhiêu năm nay mới trở về, sao lại nói gõ như vậy chứ? Không, ta chỉ nói chơi thôi, nàng đừng giận ta. Nhưng nếu chẳng may có ngày ấy, thiếp xin thề có trời đất, thiếp sẽ làm nhà bên mộ chàng, ở như vậy đến hết đời, cho trọn nghĩa phu thê. Tôi đưa cậu vào nhà. Nàng ơi, nàng. Chàng tỉnh rồi. Chàng thấy trong người thế nào? Nói cho thiếp biết đi. Để thiếp lấy khăn ấm lau mặt cho chàng nha. Quản gia đâu? Dạ. Hãy mang khăn ấm vào đây cho ta. Dạ. Nàng ơi, chắc ta không qua khỏi đâu. Được được, không không. Chàng đừng nói vậy, chàng đừng nói vậy mà. Chàng phải sống. Chàng phải sống với thiếp chứ. Ta mệt và lạnh lắm. Trước khi ta ra đi, ta có chuyện nhắn nhủ lại cho nàng biết. Không không, chàng phải thông sống như thiếp suốt đời. Chàng sẽ khỏe mà. Sống chết là chuyện của trời. Nàng hãy nghe ta nói. Chàng nói đi. Chàng muốn gì thiếp cũng đồng ý. Ta chết đi, ta sẽ còn nuối tiếc với nàng nhiều lắm. Khi ta chết đi, định cổ của ta, nàng hãy để trong nhà 100 ngày.
qua 100 ngày thì nàng hãy chôn. Vì trong 100 ngày đó, ta muốn được ở bên cạnh nàng. Tiếp hứa sẽ để lên cổ của chàng đúng 100 ngày. Còn chuyện này nữa, còn nhà cửa, điền sản và của cải, ta giao lại hết cho nàng. Nàng hãy dùng nó cho hết quãng đời còn lại. Nhưng có một điều, ta muốn nàng hứa với ta là được bán căn nhà này. Vì đây là căn nhà mà cha mẹ ta đã khổ cực gây dựng nên. Ta không muốn nó thuộc về người khác. Nàng hứa với ta đi. Được, thiết hứa sẽ không bán ngôi nhà này. Nhưng mà chàng phải khỏe, chàng phải khỏe sống với thiếp suốt đời, nghe chưa? Chàng ơi, chàng, quản gia, quản gia đâu? Mau vào đây. Dạ. Hãy xem cậu thế nào, nhanh lên. Cậu ơi cậu, cậu ơi cậu, cậu ơi. Cậu sao? Cậu thế nào? Cậu chết rồi mẹ ơi. Không, không phải, không phải. Chàng ơi, chàng ơi, chàng tỉnh dậy đi. Chàng tỉnh dậy đi, đừng bỏ thiếp. Đừng bỏ thiếp mà. Chàng ơi, thiếp sống với ai? Chàng ơi. Sao chàng nỡ lòng nào bỏ thiếp lại một mình? Chàng ơi, sao chồng bỏ thiếp? Trời tội quá, còn trẻ vậy mà quá chồng tội nghiệp quá. Bây giờ thiếp biết sống như thế nào đây? Thiếp phải sống sao đây? Cô ơi, thôi đi, cô bình tâm lại nha. Người chết thì cũng đã chết rồi, cô hãy cố gắng sống mà còn lo hương quả cho ông bà tổ tiên. Như vậy á thì chàng Ân mới có thể thanh thản ở suối vàng. Thưa mợ, có một chàng trai tên Nghĩa tự xưng là bạn đồng môn của cậu tới viếng. Cho mời vào. Dạ. Chàng ơi, có bạn của chàng đến viếng. Chào phu nhân, tôi là bạn đồng môn của Ân huynh, cùng học ở trên núi ngày trước. Nay hay tin huynh ấy mất, tôi vội vàng tới viếng. Chàng ơi, chàng có bạn đến thăm kìa. Chồng ta trước khi mất mong muốn rằng linh cữu sẽ được đặt ở đây đúng 100 ngày, nên ta đã thuận theo lời chàng. Nếu như vậy, tại hạ xin mạn phép được lưu tại đây 100 ngày sau để trọn tình trọn nghĩa với Ân huynh. Nếu như huynh đã có ý tốt như vậy thì ta cũng chấp nhận nghĩa tử là nghĩa tận.
Nếu chồng ta ở dưới suối vàng biết được tấm lòng của huynh như vậy, chắc sẽ vui lắm. Đa tạ phu nhân đã chấp nhận. Có sao không? Ta không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi. Ta rất biết ơn huynh vì đã ở bên cạnh ta suốt thời gian qua. Nếu như không có huynh, ta thực sự không biết sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa. Phu nhân đừng nói như vậy. Lúc trước ta và ân huynh là huynh đệ tốt với nhau. Này, huynh ấy mất đi rồi, ta làm như vậy coi như là trọn nghĩa tình thôi. Ta có làm cho huynh chén trà nóng, huynh uống ngay đi cho ấm. Kìa phu nhân, ta đã tới đây ở nhờ nhà phu nhân. Phu nhân còn tận tình chăm sóc, thật là đa tạ. Huynh đừng nói như vậy. Từ ngày có huynh ở đây, ta cũng dời đi nỗi buồn chồng mất, và cũng cảm thấy ngôi nhà này bớt đi cảnh tang gia khóc lóc. Ta phải cảm ơn huynh mới đúng. Kệ phu nhân. Ta do ta thấy hoàn cảnh của phu nhân, nữ nhi quá chồng, lại còn một mình lo đám tang của chồng mình. Ta là nghĩa đệ của ân huynh, ta làm gì được, ta sẽ giúp. Sao nàng lại khóc? Nàng khóc làm tâm trạng ta rối bời. Nàng có thể cho ta biết không? Thiếp thân cô thế cô, nay chồng đã mất rồi, không biết sau này phải sống ra sao. Phải chi có một người lo lắng cho quãng đời còn lại thì tốt biết mấy. Ta hiểu hoàn cảnh của nàng, nhưng mà chàng biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp chàng thiếp đã rung động. Thiếp biết như vậy là thiếp sai rồi, vì chàng là bạn của chồng quá cố của thiếp, nhưng mà thiếp không thể nào làm trái với lòng mình được. Hôm nay thiếp sẽ nói rõ lòng của mình cho chàng hiểu, rồi thì chàng muốn trách hờn thiếp ra sao cũng được. Ta thì làm sao dám trách hờn nàng được, bởi vì ta
cũng đã có tình cảm với nàng từ ngày đầu tiên ta bước vào căn nhà này. Chàng cũng có tình cảm với thiếp, chàng nói thật không? Chàng làm thiếp xúc động quá. Nhưng ta đây vẫn còn một nỗi băn khoăn. Băn khoăn? Chàng đang băn khoăn chuyện gì? Có thể nói cho thiếp nghe được không? Ta băn khoăn hoàn cảnh gia đình của ta thì không sung túc, không thể nào lo lắng cho nàng đầy đủ được. Hơn nữa, ta và ân huynh là huynh đệ từ trước tới giờ, ta không thể di truyền tình cảm của hai đứa mình mà để thiên hạ cười chê được. Trước đây thiếp và Bảo Ân yêu nhau, rồi được cha mẹ đôi bên tác hợp nên duyên chồng vợ. Nhưng sau đó Bảo Ân lên núi đi học nhiều năm, vợ chồng xa cách nên tình cảm cũng nhạt phai. Hơn nữa, Bảo Ân lại là một người đàn ông không ra gì, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Chàng biết không, đến cả quá phụ mà chàng ấy cũng không tha, buông lời trêu ghẹo. Và người quá phụ ấy đã tặng cho chàng ta cây quạt để làm kỹ vật. Ân huynh của ta tệ như vậy sao? Khi biết được chuyện này, thiếp đã rất đau khổ. Chuyện nàng quá phụ, cả ta lẫn ân huynh đều chứng kiến. Nhưng có lẽ nàng ta không biết, cho nên mới bày đặt bịa ra câu chuyện này để nói xấu ân huynh này mà. Trước đây ta lúc nào cũng ngưỡng mộ ân huynh, thật không ngờ huynh ấy lại có thói trăng qua, thật đáng khinh. Chàng à, thiếp không quan tâm chuyện chàng nghèo khó. Bây giờ Bảo Quân đã mất rồi, tất cả tài sản nhà cửa này đều do thiếp cai quản. Nếu cần, thiếp sẽ âm thầm bán đi tất cả, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay. Chàng có đồng ý không? Nhưng mà chúng ta đi đâu mới được? Đi đâu cũng được, miễn sao nơi đó có chàng. Có chuyện gì muốn nói với ta ư? Thưa mợ, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay với cậu, xin mợ đừng bán ngôi nhà này và cũng đừng làm chuyện đồi bại. Cậu ở suối vàng làm sao yên lòng nhắm mắt được hả mợ? Người thật to gan, là người làm mà dám nghe lén chuyện của chủ, rồi bây giờ còn dám lên mặt dạy đời chủ nữa hả? Người có tin là ta đuổi ngươi ra khỏi nhà không? Mợ có đuổi tôi đánh tôi cũng được, nhưng xin mợ hãy nghĩ lại, đừng làm chịu trái đạo trời mợ à. Ông thì biết cái gì mà nói, khôn hồn thì câm miệng lại đi. Kẻo người ngoài người ta mà nghe được cái gì á thì ông không có yên với ta đâu nha. Thưa mợ, xin mợ hãy suy nghĩ kỹ lại. Ngôi nhà này là của ông bà để lại cho cậu. Trước khi mất, cậu cũng đã căn dặn mợ là nhất định không bán ngôi nhà này. Nhưng bây giờ mợ đành lòng bán nó đi, không khác gì mợ thất hứa với chồng, thất lễ với tổ tiên. Ông bà ở đây linh thiêng lắm mợ à. Người dám hăm dọa ta hả? Làm quản gia nhà ta, ăn cơm ta nuôi, rồi bây giờ còn dám lên mặt để dạy đời ta nữa. Là phận tôi tớ trong nhà, tôi nào dám dạy đời mợ. Tôi chỉ nói theo đạo làm người thôi mợ à. Dù sao hôm nay ông cũng đã biết chuyện của ta rồi, thôi thì ta sẽ cho ông một số bạc lớn để ông về quê đoàn tụ với gia đình. Căn nhà này mai mốt ta cũng bán, nên không cần ông làm quản gia nữa. Đây, ông hãy cầm lấy số bạc này. Nhưng mà nhớ, tất cả những gì mà ông biết ngày hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nghe rõ chưa?
Thưa mợ, tôi không thể nào nhận món bạc này được. Tôi xin mợ hãy suy nghĩ lại. Nếu không tôi sẽ đem chuyện này ra bàn dân thiên hạ để nhờ họ phán xét. Ngươi dám à? Lão Mộc, ông ở với vợ chồng ta suốt bao nhiêu năm nay, chắc ông cũng thấy tình cảm vợ chồng ta yêu thương gắn bó như thế nào, đúng không? Bây giờ đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. Chẳng qua trong lúc ta cô đơn buồn tủi vì chồng vừa mất, nên nhất thời nảy sinh ra cảm xúc thấp hèn. Nhưng cũng may nhờ có ông, ông đã thức tỉnh ta, giúp ta ngộ ra được. Ta cảm ơn ông. Ta sẽ không bán căn nhà này nữa. Ta sẽ không đi theo chàng Nghĩa nữa, để giữ trọn đạo vợ chồng. Ông hãy yên tâm như vậy, ta hứa. Mợ hứa à? Ta hứa. Mợ suy nghĩ thông suốt rồi, tôi mừng lắm. Chị, bây giờ tôi ra ngoài để mợ nghỉ ngơi. Giữ hắn lại trong nhà ngày nào là tai họa có thể ập tới ngày ấy. Hay là ta bịt miệng hắn luôn cho xong. Rượu mời ta đưa thì ông không uống, vậy thì đừng trách ta. Ai biểu ông biết quá nhiều chuyện của ta làm gì. Coi như đây là tai họa mà ông tự rước vào thân. Cả gan sát hại lắm. Nhìn bề ngoài là người dơ hiền, nhưng bên trong là nhiều phụ bác. Không ngờ chỉ với một gói thuốc nhỏ mà lại hiệu nghiệm như vậy. Ngày mai sẽ đúng 100 ngày sau khi chôn cất ông chồng quá cố, ta và chàng Nghĩa đã có thể sống hạnh phúc bên nhau. Kỳ Trang, Trang sao vậy? Đừng làm thiếu sợ mà. Trang sao vậy hả? Nàng à, ta có một chuyện trước giờ ta giấu đây.
đó là ta có bệnh tim kinh niên. Trước đây từ có một cao nhân nói với ta là phải ăn tim con người mới qua khỏi. Ta không làm được chuyện đó. Như vậy là trái với luân thường đạo lý, ta không làm được. Chàng ơi, vậy ăn tim của người chết có được không? Vì cao nhân ấy nói rằng chỉ cần là tim của con người, chết không quá 100 ngày là được. Được, vậy thì chàng hãy đợi thiếp. Thiếp mới có cách để cứu chàng rồi. Chàng hãy đợi thiếp. Nàng làm gì vậy? Ngày mai là đúng 100 ngày, nên hôm nay Thiếp sẽ moi tim chồng để nấu cháo cho chàng ăn khỏi bệnh. Nàng đừng làm như vậy, như vậy là thất đức lắm. Ta dùng phép thuật để giả chết để thử lòng nàng, thì nàng lại trở thành một con người độc ác và giả tâm như vậy. Như vậy là sao? Chàng, chàng ơi, như vậy là sao? Ân Quỳnh, lúc đầu đệ thật không hiểu vì sao Ân Quỳnh lại quyết định làm điều này. Bây giờ thì đệ đã hiểu. Ân Quỳnh thật sáng suốt. Chàng nói dối. Chàng nói dối. Thử ta ư? Không phải như vậy. Mới lúc nãy chàng cũng nói là chàng yêu ta mà. Chàng cũng nói chàng yêu ta. Sẽ cùng ta cao chạy xa bay cơ mà. Ta ra đi. Đàn ái, uổng công bao nhiêu năm nay ta yêu thương nàng, vậy mà ta tiếc cho tình cảm vợ chồng của mình. Tội của nàng trời không dung đất không tha. Nàng hãy nhìn đến bàn thờ tổ tiên của mình mà sám hối đi. Không, chàng gạt ta. Chàng nữa, các người gạt ta. Không, không phải. Ta không tin. Và cũng từ đó, trong nhân gian truyền rằng đêm đến, cứ hễ thắp đèn hoặc nhóm bếp lên là người ta lại thấy một thứ côn trùng nhỏ bé bu quanh ngọn lửa rồi lao vào chiều chết. Mọi người tin rằng đó là hậu thân của người đàn bà lẳng lơ, nhẫn tâm đã chết vì ngọn lửa đam mê đầy tội lỗi của chính mình. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Bảo Ân giao hết nhạc lửa, tài sản cho lão mộc trong thôi, rồi đi lang thang ngao du sơn thủy và sớm chiều làm bạn với trăng sao, không còn màng đến những chuyện của thế gian.
anh á. Đừng đụng vô người ta, nàng có nghe không? Tại em sợ y quá. Chàng có sao không? Cô bị bỏng mà nàng hỏi có sao không? Nàng đừng lo, ta làm sao lỡ lối hơn được nữa. Chàng đừng có nói như vậy. Để em lấy chân khác cho chàng. Hay là em cho chàng uống, không có lây đâu mà. Không cần đâu, trong nhà một người cô là đủ rồi. Nàng đừng thuốc thang nữa, không khỏi được đâu. Em xin chàng đó, còn nước còn tát. Chàng chịu khó nghe em, uống thuốc vô, biết đâu. Biết đâu à? Nàng thử chịu khó 5 năm trời coi sao. Bao nhiêu thứ thuốc thang rồi, có đỡ chút nào hay không? Hay là càng ngày càng nặng thêm? Nàng dẹp đi. Chàng không vì thế mà cố lên được sao? Lỡ trời thương, biết đâu chàng khỏi bệnh, rồi vợ chồng mình lại vui vẻ như xưa, rồi còn con cái. Nàng im đi. Ta, nàng thứ lỗi cho ta. Nàng đi đi. Nàng hãy về với mẹ nàng, mà kiếm một tấm chồng cho ra chồng. Không đâu, không bao giờ. Cho dù dạng ra sao thì em chỉ biết kiếp này chàng là chồng của em. Nàng còn trẻ đẹp, không lẽ nàng muốn hầu hạ một người cùi tới chết hay sao? Nàng hãy đi đi, ta giải thoát cho nàng đó. Tiếp không đi đâu hết đó. Tiếp xin chàng, chàng hãy uống thuốc vô nha. Tiếp năn nỉ chàng đó nha. Thôi được rồi, ta sẽ uống hết được này. Nhưng nếu không đỡ, nàng phải nghe ta về nhà mẹ đẻ mà lấy chồng khác đi, có được không? Em đi lấy thuốc cho chàng nha. Chàng ơi, chàng dậy uống thuốc đi. Để em đỡ chàng. Đừng đụng vô người ta. Chàng à, để ta em... Ta đã nói là đừng đụng vô người ta mà. Nàng nghe đi, ta đang mệt, ta muốn nằm. Hay là chàng nằm nghỉ đi, rồi em đọc sách cho chàng nghe. Mà sao chàng không tranh thủ lúc này nè, mà dù kinh đấu sử, tới khi hết bệnh rồi ra ứng thí. Biết đâu ông trời dành cho chàng thời gian này để chuẩn bị cho chàng một tương lai sáng lạn. Thôi đi, nàng đã ngạo ta đó sao? Thiếp nói thiệt mà, thiếp vẫn tin sẽ có ngày chàng khỏi bệnh. Vợ chồng mình, kẻ quay tơ, người đọc sách, rồi vợ chồng mình có những đứa con ngoan, rồi chàng thi đậu, vinh quy bái tổ về làng để mẹ con thiếp ra đón. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Thôi, nàng đi ra ngoài đi. Hay là để em chạy ra chợ kiếm cái gì đó ngon ngon về tẩm bổ cho chàng nghe. Thank you.
Mình ơi, Mình, Mình ơi, Mình ơi, Mình, Mình ơi, Mình. Bệnh vậy mà còn đi đâu không biết nữa. Mình ơi, khi mình đọc thư này, tôi đã đi xa. Tôi xin mình đừng kiếm tôi. Mình ơi, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất kỹ, nên sẽ không quay về. Tôi xin mình hãy bỏ qua cho tôi vì mọi cáo gắt, mệt nhọc, khó chịu mà tôi đã gây ra cho mình. Trong thâm tâm, tôi thấy có lỗi với mình, muốn làm cái gì đó, nhưng mà rốt cuộc tôi chỉ làm gánh nặng cho mình. Mình còn trẻ đẹp, tương lai còn dài, mình đừng vì tôi mà phí cuộc đời. Mình hãy kiếm một người tốt mà đi bước nữa, đừng lo cho tôi và cũng đừng dằn vặt nữa. Mình khổ vì tôi suốt mấy năm nay đủ rồi. Mẹ tới hơi nào vậy? Coi con kìa, không còn ra hồn người nữa. Mẹ đọc thư nó rồi. Thôi thì chồng con nó còn thương con, nó mở đường cho con đi bước nữa. Nó đã biết nghĩ cho con như vậy thì thôi, về với mẹ đi. Không, con không đi đâu hết. Chắc chắn con sẽ tìm được chồng con trở về. Giữ người muốn ở chứ sao giữ được người muốn đi. Có kiếm được nó cũng không về, ta đã nói như vậy rồi mà. Đi, nghe mẹ, về với mẹ đi. Con không đi đâu hết đó. Con sẽ sửa soạn đồ đạc, chuyến này con phải đi xa mới mong gặp được chồng của con. Nhưng nếu gặp rồi mà nó vẫn nhất định không chịu về thì con tính sao? Chỉ cần gặp được chàng, con sẽ thuyết phục được chàng về mà mẹ. Mình ơi, Mình ơi, cho tôi hỏi có ai đi đò mặt dáng người cao cao, mặt bị lỗ lét không anh? Không, tôi không biết cô ơi. Hình như là người đó chưa từng qua đò này. Cô có qua đò không? Dạ không, cảm ơn anh. Cô Dư ơi, cô có sao không vậy? Tôi khát nước quá. Nè,
có đói bụng không? Nè, cô ăn đỡ đi. Thấy cô khỏe lại rồi đó. Không sao đâu, cô cứ tự nhiên đi. Lúc nãy tôi cứ tưởng là tôi phải bế cô lên vai để vác đi rồi chứ. Tôi thất lễ quá. Mà anh là ai vậy? Tôi du ngoạn sơn thủy thời gian, trên đường về quê. Còn cô, thân gái dặm trường, chắc chắn là phải có chuyện chi gấp lắm đúng không? Chẳng giấu gì anh, tôi đi tìm chồng. Chồng tôi là học trò, đang văn ôn võ luyện, tự nhiên bị bệnh phong. Bao nhiêu thầy thuốc đều bó tay. Chàng sợ tôi khổ nên bỏ nhà đi. Nhưng tôi quyết tìm chàng về. Đã mấy mùa trăng rồi mà vẫn bóng chim tâm cá. Bệnh phong thì quả thật là bệnh nan y rồi. Chồng tôi là trượng phu quân tử, bởi vậy dù bệnh tật nặng đến mức nào, tôi cũng nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng tới đầu bạc răng long. Gặp người vợ như nàng, anh nhà cũng thật là may mắn. Hả? Nghe chuyện cô nói, tự nhiên tôi nhớ. Sao? Anh có tình cờ gặp chồng tôi? Chồng tôi dáng người cao ráo, nhưng mà bị bệnh, mặt bị lở loét. Anh có thấy không? Tôi có nghe một người bị bệnh cùi, nhưng mà là tin xấu. Tin xấu? Hôm qua tôi đi ngang qua một bến đò, tôi nghe người ta kháo nhau rằng là dớt được một xác người mà người đó bị bệnh cùi. Có vẻ là chán đời rồi nghỉ quẩn. Nhưng mà tôi chỉ nghe thôi, không thấy tận mắt. Biết đâu không phải là anh nhà thì sao? Chỗ nào vậy? Anh chỉ tôi đi liền đi anh. Cô đi hả? Nhưng mà xa lắm, cô đi một mình như vậy không nên đâu. Dù tiên giới hay địa phủ tôi dẫn đi, anh làm ơn chỉ đường cho tôi đi. Được, vậy tôi đi cùng cô. Thôi không cần đâu, anh còn phải về nhà nữa. Nhà thì còn đó, cha mẹ tôi mất sớm rồi, ở nhà cũng không có người đợi. Vội vàng gì, cô đi với tôi. Đa tạ anh, đa tạ. À, tôi nhớ ra rồi, anh ta bị cùi. Chắc trạc tuổi anh này á, mình mẩy ảnh á, lỡ lói thấy ghê. Cứ ngồi nhìn xuống sông á, nước mắt ngắn dài. Rồi tự nhiên á, ổng nhảy xuống sông, tôi trở tay không có kịp. Anh ơi, khi mà hai người nói chuyện á, anh ta có nói với anh là gia cảnh của anh ra sao không? Trước đó có nói á, là ảnh có vợ rồi, mà con á, thì chưa có. Chắc ảnh sợ vợ khổ quá nên nhảy xuống sông quyên sinh. Nàng ơi, nàng ơi. Cô, nàng ơi, sao cô? Nàng ơi, nàng. Mong là cô ấy khỏe lại và nguôi ngoai. Bây giờ thì con phải về rồi. Tiếc quá. Vậy cậu chờ cho một lát nha, tôi vô sửa soạn chút lương khô. Đường đi xa quá, coi như là chút lòng của mẹ con tôi, cậu nhận đi cho em nó yên lòng. Dạ, nếu vậy thì cậu cũng không khách sáo. Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cái xác đã bị đốt rồi để trừ mầm bệnh. Hơn nữa ta cũng chưa thấy mặt anh ta, biết đâu đó không phải anh nhà thì sao? Cảm ơn anh, phiền anh nhiều quá mà không biết lấy gì đền đáp. Nàng lo cho sức khỏe của mình đi, đừng để bệnh nặng. Khỏe lại đi rồi có sức đi tìm anh ta. Tôi về tôi thu xếp việc nhà, nếu có dịp tôi tới tôi thăm nàng. Mẹ con tôi đội ơn cậu, có dịp mong cậu quay lại chơi. Dạ nhất định rồi, con đã tạ bác. Chào cô, con xin phép. Cậu đi đường bảo trọng nha. Dạ, bác ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Chưa bác con đi.
con về rồi đó hả? Có hỏi thăm gì được không? Thấy chưa, mẹ nói có sai đâu. Người ta đã nói rõ ràng là người chết có vợ, chưa con, trạc tuổi đó mà. Có lẽ là thật. Con có quay lại đó hỏi thêm. Người ta nói trong tư trang có cái nghiêng. Cái nghiêng đó là con mua cho chàng. Thôi, con vô rửa mặt nghỉ ngơi đi. Nhà có khách đó. Ủa, ai vậy mẹ? Dạ, con chào bác. Trinh, nàng mới về hả? Nhà dột hết trơn à. Mà mùa mưa tới rồi. Mai sao á, cậu Tân tới chơi đúng lúc. Ai ngờ thư sinh vậy đó mà lập nhà còn khéo hơn thợ nữa. Bác quá khen con rồi. Nàng mới về có mệt không? Vô nhà nghỉ ngơi đi. Thôi, lâu ngày không gặp. Hai đứa cứ nói chuyện thoải mái nha. Để mẹ vô làm cơm. Dạ. Mời anh ngồi. Tôi tới thăm đường đột như vậy, không biết là có làm nàng khó chịu hay không. Nhưng tôi thực sự muốn quay lại để gặp nàng. Anh là ân nhân của vợ chồng tôi, sao tôi lại khó chịu? Tôi cảm ơn anh giúp mẹ tôi lợp nhà. Nhưng có lẽ sau này anh đừng có đến đây nữa. Vậy mà tôi cứ ngỡ nàng cũng mong gặp lại tôi chứ. Thật lòng tôi rất biết ơn anh. Có anh lui tới mẹ tôi cũng vui. Nhưng vì tôi đã quyết để tang 3 năm, nhà bà quá đang thủ tiết thờ chồng, đàn ông tới lui, tôi e miệng đời dị nghị. Tôi cũng định từ giả nàng đi lai kinh ứng thí. Nếu như không đậu, tôi quyết sẽ không quay lại gặp nàng. Vậy là tôi sẽ có 3 năm để lo sự nghiệp. Vậy sau 3 năm đó thì sao? Đoàn tang cho trọn nghĩa với chồng. Rồi sau đó nàng có bằng lòng kết duyên với ta không? Nàng chưa cần nói ngay đâu. 3 năm sau trả lời ta cũng chưa muộn. Ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Nhưng Tân à, bộ con tính đi luôn sao? Ở lại ăn bữa cơm cái đã. Dạ, con phải về để sửa soạn hành lý cho kịp lên kinh ứng thí. Hẹn gặp lại bác với nàng. Con xin phép con đi. Thưa bác con đi. Trời ơi, nè, con làm sao vậy hả? Nói làm sao cho người ta bỏ đi luôn rồi? Bộ con tưởng dễ tìm được người như vậy lắm hay sao? Mẹ, lúc này con đâu còn tâm trí đi nghĩ tới chuyện đó hả mẹ? Thôi được rồi, mẹ hạn cho con 3 năm. Xã tang xong á, mẹ sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cho con với thằng Tân thành vợ thành chồng. Đàn bà có thì, đừng có tưởng con còn trẻ mãi. Mình ơi, vậy là đã tròn 3 năm em để tang cho mình. Nếu quả thật người trầm mình năm đó là chàng, em mong chàng sẽ được siêu thoát. Nhưng em vẫn mong đó là sự nhầm lẫn. Ước gì chàng vẫn còn sống để vợ chồng mình đoàn tụ. Trinh, con coi ai tới nhà mình nè. Nàng có khỏe không? Ta đã giữ đúng lời hứa với nàng. Xin phép báo cho bác và nàng một tin vui. Con đã đậu tiến sĩ tân khoa và được bổ nhiệm về làm án sát tại An Xá. Nhưng đã nói trước đó 3 năm, hôm nay con về đây để xin phép bác để cho con cưới Trinh về làm chính thất. Được được, mọi chuyện á mẹ đã sắp xếp xong hết rồi. Chỉ chờ tụi con làm lễ rồi con rước vợ con đi luôn thể. Dạ.
Nè, dậy nha. Nè, con đó nha, con làm mẹ mệt rồi kìa. Sao mà em không kêu người nhà ổng đi? Thiếp muốn chơi với con một lát. À, phát chuẩn lần này còn đông hơn lần trước. Người ta kéo tới lũ lượt cũng tội. Hết hạn hán lại mất mùa. Nàng đó, nàng cứ buông việc này bắt việc nọ, có chịu ngồi yên lúc nào đâu mà thảnh thơi chứ. Chết rồi, nói mới nhớ, thiếp quên dặn mấy đứa gia đình mua thêm gạo. Gạo ở trong kho chỉ đủ phát cho hôm nay và ngày mai thôi. Bây giờ thiếp phải qua đình coi tụi nó làm như thế nào nha. Ừ, nàng đi về sớm nha. Của ông nè. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Trời ơi, anh kia, tách ra ngoài đi. Trời ơi, cùi hủi lấy người ta chết. Có về chút nữa tôi phải thêm chút đỉnh cho. Tránh ra đi. Dạ, em cảm ơn anh ơi. Anh, cho tôi xin ít tiền được không anh? Trời ơi, tiền gì? Anh cho tôi xin ít tiền được không anh? Cảm ơn cô. Anh không có nghe tôi nói sao? Ở đây chỉ phát gạo thôi chứ không có phát tiền. Nhưng mà tôi cười hủi như vậy đâu có nấu nướng được gì. Anh cho tôi xin ít đồng mua gì bỏ bụng đi. Trời ơi, cái anh này tôi đã nói rồi mà. Anh lôi thôi quá. Anh làm ơn cho tôi xin ít đồng. Trời ơi, đã nói là không có rồi mà cái anh này. Thôi đi đi. Muốn xin tiền á thì đi chỗ khác mà xin. Nhanh nhanh đi. Cảm ơn cô. Gia đình. Dạ, dạ thưa bà, có chuyện gì vậy? Ngày mai người kêu người kia quay lại nhận gạo nghe chưa? Cái thằng cùi hồi nãy hả bà? Đúng rồi. Nư cầm cái này đưa cho ổng. Đừng có nói là tao đưa nghe chưa. Người nói là ngày mai giờ mão quay lại đây. Bà nói sao, đưa cho cái tên cùi hồi nãy hả? Ừ, lẹ đi. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Minh. Chàng. À, lúc chiều chàng có đi ngang qua chỗ phát chuẩn không? Không. Ủa, ta nghĩ là đã có mình ngoài đó chứ. Sao, có chuyện gì? Không có gì. Tốt lắm, mọi thứ ổn lắm. Có điều thiếp gặp một người rất tội. Ai mà nàng không thấy tội đâu. Sao, tội điều gì? Kể cho ta nghe coi. Tội như thế nào? Có một người cùi tự xưng là học trò, rất giỏi văn chương. Một người cùi? Có khi nào là... Không, không phải. Thiếp nhìn rồi, không có phải. Rồi sao nữa? Nàng nói tiếp đi. Thiếp muốn nói là hay chàng gặp thử. Nếu quả là người tài giỏi thì chàng giúp người ta. Được, ta sẽ gặp, ta hứa. Thiếp có dặn là ngày mai giờ mão người đó quay lại. Giờ mão? Không phải nàng sẽ cùng đi với ta đi gặp luôn chứ? Dạ không, chàng gặp được rồi. Em cảm ơn chàng. Cảm ơn ta? Sao tự nhiên hôm nay nàng lại khách sáo với ta quá vậy? Dạ, thì thiếp nghĩ chuyện này cũng không cần thiết để hai vợ chồng mình gặp mà. Ta đâu có nói chuyện đó đâu. Coi kìa, tại sao nàng lại lúng túng quá vậy? Ta giỡn một chút đó mà. Ta hiểu lòng nàng, ta sẽ làm theo lời nàng dặn, được chứ? Dạ bẩm, anh lính ngoài kia nói ngài có gì gặp tôi. Chẳng hay tôi đã làm gì không phải?
Dạ bẩm quan. Ta thất lễ quá, mời ngồi. Anh xin. Dạ. Sao sao quan biết tên cúng cơm của tôi? Ta... cái tên đó tôi cũng đã quên lâu rồi. Vậy anh đúng là anh xin ở làng Ngô Xá, có vợ là nàng Trinh Thị đúng không? Dạ thưa quan, chẳng hay quan là ai mà tường tận gia cảnh nhà tôi như vậy? Tôi cũng là bạn đồng niên ở làng bên, nghe tiếng mến tài đã từ lâu lắm rồi, từ lúc anh chưa bị lâm trọng bệnh nữa. Thật sao? Tôi quả thật là may mắn, giữa xứ người lại gặp người cùng quê. Anh ngồi đi rồi nói chuyện. Nhưng mà tôi bệnh tật nên không dám ngồi. Dạ tôi đứng được rồi thưa quan. Anh đừng có khách sáo mà, anh cứ ngồi đi. Dạ. Dạ đa tạ quan. Anh uống trà đi. Dạ đa tạ quan. Tội quá, bao năm qua chắc lưu lạc tứ phương, nhìn anh ta tiều tụy quá. Vợ của mình thật tội, chắc là nàng cũng đau lòng lắm. Ta đã gặp người cùi, anh tên là Sinh. Vậy hả? Quả nhiên anh là người tài mắt đọa, cho nên ta quyết định dựng cho anh một căn chòi sau vườn để tiện chăm sóc giúp đỡ, để lâu lâu đàm đạo văn chương. Thiếp xin chàng gặp người ta cũng có ý xin chàng giúp, không ngờ chàng cũng rộng lòng giúp đỡ, thiếp vui lắm. Phu nhân của ta mới là người có lòng. Ta hiểu nàng, đừng lo. À, mày tiện thể việc dựng nhà cửa cho Sinh, nàng lo giúp ta được chứ? Dạ được. Ta cứ ngỡ nàng sẽ thoái thác vì muốn tránh cảnh khó xử. Ai ngờ, không lẽ nàng vốn là người trọng chữ trung trinh? Nàng thực sự muốn gì đây? Lạ thật, tại sao lại vô cớ tốt với một kẻ cùi hủi như ta? Suốt đời suốt kiếp này ta biết lấy gì đền ơn cho họ? Nè 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 nè, anh kia, trời ơi, anh kia, không được. Nè nè nè, nè nè, trời đất ơi, anh làm cái gì vậy? Dạ, tôi thấy khác. Với lại nhân tiện tôi... Không có nhân tiện cái gì hết á, để xuống giùm tôi đi. Ai chôn dùm cái nước này, hả? Ông uống cả cái dinh này phong cùi hết hay sao? Trời đất ơi, cùi hủi, nở lớn hết, trời thì ghê quá. Đứng xa xa ra giùm tôi đi. Tôi một nước uống riêng, chứ đâu có uống chung đâu anh. Riêng cái gì? Không có được, đứng xa xa ra giùm tôi đi. Thì ghê quá trời đất cả. Một riêng cũng không. Cấm tiệt, anh lỡ lối gớm ghiếc quá. Quan án không biết mấy cái gì mà rước anh về đây cho lây lan thiệt. Chắc tôi bỏ khỏi cái chỗ này, tôi đi làm chỗ khác quá. Tôi biết tôi bệnh tật, sao lại nợ nặng lời với người khốn khổ như vậy? Nặng lời hả? Tôi nói cho anh biết nha, từ cái ngày mà quan cho anh vô đây tới giờ á, biết bao nhiêu người bỏ làm gì anh rồi đó. Thôi mệt quá, đừng có uống nữa nha. Mình. Nhà của Sinh thế nào rồi? Dạ, em tính nói với mình là để em đào cái giếng gần nhà mới cất được không mình? Ý của nàng là nàng đào cái giếng cho Sinh xài riêng, để mọi người khỏi sợ bị lây đó hả? Dạ, chứ gia nhân đã bỏ đi mấy người rồi. Nàng nghĩ như vậy phải lắm. Ta đã giao cho nàng toàn quyền rồi, nếu thấy như gì phải cứ làm thì nàng cứ làm đi, không cần phải hỏi ý ta đâu. Chàng tốt quá, cảm ơn chàng.
Anh thấy sao? Giờ tôi đích thân coi thợ làm đó. Bây giờ có chỗ ăn chỗ ở rồi. Đồ ăn hàng ngày có người mang tới cho anh. Nếu như mà có cần gì á thì cứ nói với người nhà, hoặc là cứ nói thẳng với tôi là được. Thưa quan, quan với phu nhân hậu đãi người như tôi, làm tôi vừa cảm kích vừa thấy kỳ lạ. Mà thật là trùng hợp, phu nhân dường như biết tôi thích kiểu nhà này, rồi cây cối xung quanh. Chẳng hay tôi có thể gặp mặt phu nhân để cảm tạ chăng? Quá ra họ vẫn chưa gặp nhau sao? Không lẽ là giả bộ? Nhưng ngó vẻ ngơ ngác của anh ta thì khó mà nói dối. Dạ thưa quan, từ hôm tới đây tôi vẫn chưa được hân hạnh diện kiến phu nhân. Để ta bảo với nàng. Hơn nữa cùng chung một mái nhà mà, trước sau gì cũng gặp. À, có chuyện này. Vợ của ta có đào riêng cho anh một cái giếng đó, để khỏi chung đụng phiền phức với mọi người. Nhưng mà bây giờ thì không trúng mạch nước, phải đào lại. Anh ráng chờ nha. Dạ, không cần mất công vậy đâu quan. Chỉ cần cho tôi một cái vại để giữ bãi hứng mưa là được rồi. Chẳng đáng là bao, anh đừng bận tâm. Xin đa tạ quan. Không lẽ nàng đợi xong xuôi nhà cho sinh rồi mới nói thật cho ta biết hay sao? Dù chuyện gì xảy ra, ta cũng phải chuẩn bị tinh thần mà chấp nhận. Bao nhiêu năm đôi rách lang thang, tưởng đâu chết bờ chết bụi, ai ngờ lại có ngày này. Như là ta đã gặp Bồ Tát sống, còn lo cho ta đủ kinh sách, tha hồ mà ngâm ngợi nữa. Kỳ lạ, mấy ngày hôm nay đầu sông còn trơ đáy, vậy mà giờ nước dâng tận tay ta. Giếng của ta. Thật là sảng khoái. Ủa, hình như là ánh sáng. Chắc là anh Trăng thôi. Ta đã bị lóa mắt rồi chắc. Kỳ lạ thế. Anh ơi, rang cơm nè, lẹ đi tôi còn dọn nữa. Ông đứng xa ra, ông đứng gần tôi làm chi vậy? Chị đừng có sợ,
tôi hết bị cùi rồi. Nè, thiệt, chị coi nè, cắt vết ở tay, ở cổ, ở mặt đang dần biến mất. Tôi không biết là do uống đúng thuốc hay là tôi không biết được. Nè, chị coi đi, đây nè. Sao thấy qua coi. Nè, chị ơi, chị ơi. Phu nhân ơi, phu nhân. Phu nhân, chuyện gì mà chị chạy như ma đuổi vậy? Cái ông cùi đó đó phu nhân. Ông cùi sao? Ông đâu có bị phong cùi gì đâu phu nhân. Chị nói sao? Hồi nãy á, con bưng đồ ăn vô, con thấy anh ta tay chân lành lặn, đâu có bị phong cùi gì đâu. Ông á, còn thấy con cái ổng giả bộ nói là tại uống đúng thuốc. Phu nhân thấy xạo không? Chính mắt chị thấy sao? Dạ, chính mắt con thấy đó phu nhân. Thuốc ta sắc cho chàng chỉ là thuốc bổ. Ân trời, không lẽ là do nước giếng? Phu nhân. Phu nhân. Hả? Ủa, bộ phu nhân không tin lời con nói hả? Người lên thư phòng, nói thủ thư xuống gặp chàng. Mọi yêu cầu về sách vở của chàng đều phải đáp ứng. Dạ, con đi, thưa phu nhân đi. Kiếp này tàn phế, coi như bỏ đi. Cũng nhờ ân nhân mà tôi được hồi sinh. Không ngờ lại có ngày lai kinh nương thí, thực hiện ước mơ ngày trước của tôi. Ơn này tôi xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng chỉ có một điều tôi còn thắc mắc. Không biết là tôi có làm chi thất lễ mà muốn chào phu nhân một câu cũng không cho giáp mặt. Giờ tôi vốn không quen giao tiếp, quên hãy bỏ qua cho. Nếu như có duyên, ắt sẽ có ngày gặp lại. Chúc huynh lên đường bình an, danh đề bản hổ. Xin đa tạ huynh. Dù đậu hay rớt, nhất định tôi sẽ quay lại. Huynh đệ lại cùng uống rượu thưởng trăng, hẹn ngày tương ngộ. Bái biệt huynh. Thế có tội với chàng đã không thủ tiết tới cùng, giờ mới thành ra gian dở. Giờ làm sao tương ngộ mà gọi xấu hổ với chàng. Sao chàng biết? Còn làm sao nữa? Sinh bây giờ đã là quan tân khoa rồi, nàng phải ra thôi, đâu thể nào trốn tránh mãi được. Nàng đừng giấu ta nữa, ta biết tất cả rồi. Chàng, dẫu sao thì cũng phải đối mặt một lần. Chuyện năm xưa lỗi chẳng tại ai, ta cũng hiểu lòng nàng mà. Nàng là một người vợ hiền đoan chính nhất thế gian này mà. Chàng ra trước đi, thì phải chuẩn bị. Phải, ta ra trước đón sinh, nàng cũng phải nên ra liền đó. Chào huynh. Xin chào huynh. Giờ tôi đang sửa soạn, một lát nữa sẽ ra ngay, đảm bảo sẽ làm cho huynh bất ngờ đó. Về được gặp lại huynh giống như được về nhà vậy đó, cảm giác thoải mái lắm. Đã vậy còn được dành một điều bất ngờ, không biết là điều gì đây. Mời huynh ngồi uống trà. Dạ. Thank you.
thú thật với huynh là tôi cũng chưa biết nói thế nào. Chỉ mong là huynh hiểu và trong lòng tha thứ. Huynh nói gì tôi không hiểu gì hết. Ơn của huynh và phu nhân tôi còn chưa trả được, sao lại nói chuyện tha thứ? Từ từ rồi huynh sẽ hiểu thôi. Quan ơi. Dạ, dạ bẩm quan. Phu nhân. Phu nhân sao? Dạ, hồi nãy con vô dọn phòng thì thấy phu nhân để lại lá thư này. Phu nhân, có chuyện gì vậy huynh? Phu nhân, phu nhân à, hiền thê, hiền thê à, hiền thê, hiền thê ơi, Trinh à, Trinh, Trinh, phu nhân cũng tên Trinh sao huynh? Hiền thê ơi, Trinh à, Trinh à, hiền thê, hiền thê ơi. Trinh, Trinh à, Trinh à, Trinh, Trinh à, đang định làm gì vậy? Xuống đây đi. Thì không xứng đáng với cả hai người. Xin hai chàng thứ lỗi. Trinh à, Trinh à, đang nói gì vậy? Lỗi là tại ta. Chính ta đã rời bỏ nàng. Ta đã gặp nàng trên đường, nhưng đã cố tình tránh mặt nàng, để nàng tìm kiếm cực khổ biết bao nhiêu năm ròng. Ta đã bịa chuyện người cùi tự tử để nàng đi bước nữa. Anh cho tôi nhờ một chuyện được không anh? Chuyện gì? Anh có nhớ người phụ nữ lúc nãy hỏi thăm về người cùi không? Người đó có quen với anh hả? Dạ. Nếu cô ấy có quay lại hỏi thì nhờ anh nói giúp là người cùi đó đã quyên sinh ở khúc sông này rồi, đừng kiếm gì nữa mất công. Ừ, để tôi giúp cho. Dạ, đa tạ. Chính ta, chính ta đã gây ra hoàn cảnh éo le này. Trinh, nàng đừng làm vậy mà Trinh. Hãy nghe ta, nghe ta Trinh à. Cho dù vậy, nhưng mà làm vợ không kiên tâm thủ tiết thờ chồng, chỉ có cái chết này mới rửa hết tội. Trinh à, Trinh à đừng mà. Nếu như trên đời này không có nàng thì làm sao mà ta sống được nữa chứ. Xin lỗi phu quân, thiếp giờ đây cũng không thể chuyên tâm hưởng phước bên chàng. Xin chàng hãy lo cho các con. Thiếp xin lỗi. Trinh à, Trinh à, Trinh à, Trinh à, Trinh à, Trinh à. Làm sao mà ta tìm được một người vợ tốt cho nàng được chứ? Nếu như trên đời này không sống được với nhau thì cũng chết đi, chúng ta sẽ đoàn tụ. Anh Tân, anh Tân, Trinh, anh Tân, Trinh ơi. Ta mất vợ, mất bạn, giờ sống cũng bằng thường. Đều ra vậy, sống cùng sống, chết thì cùng chết. Hai người, chờ ta, chờ ta. Có giả thiết cho rằng do sự gắn bó sắt son và éo le của bộ ba này, Ngọc Hoàng cho họ hóa thành cái đầu rau, là một cách giải thích khác về sự chết ông Táo bà Táo vậy. Cải xanh mới hái đây, mua vô bà con ơi, mày vô mày vô. Trời ơi, cải tươi quá trời nè cô. Mua cải giùm con đi. Bán cho cô 1 đồng đi. Dạ được. Đây. Trời ơi, con bán cho cô như vậy gia đình cô không đủ ăn. Hay là con bán thêm rồi khi khác cô đi chợ cô trả nha. Không sao đâu, cô cứ lấy nấu đủ cho cả nhà ăn đi, cũng không cần phải trừ tiền lại cho con nữa. Trời ơi, đúng là dễ thương ghê. Bởi dạ, vậy dễ thương. Nè nè, tính tình dễ thương. Cải đi, cải lại. Trả lại đây. Nè, cải này nè, nhà tôi bán chứ có cho đâu nghe chưa.
Chị ơi, cô hai đây mua cải của nhà mình hoài mà. Mua hoài cũng không cho. Mày buôn bán kiểu này á, lời lớn bao nhiêu hả? Tao về miết cha cho coi nè. Bởi vì người ta nói á, cái bản mặt xấu á, bản tính tình cũng xấu hết, nên chẳng ai thèm lấy. Nè nè, tôi nói cho mày biết nha, con này không còn ai ưa đâu nghe chưa. Ở đó mà nó nói xiên nó sợ. Bán xong chưa? Dọn hàng về. Ở đây làm gì nữa? Chị không thấy em còn cãi quá trời hả? Em phải bán cho hết thì mới về được chứ. Vậy cả xanh mày vô bà con ơi, rau tươi ngon quá. Mày vô, mày vô, mày vô. Người ta đã cố tình lảng tránh rồi mà. Kệ tao. Bộ mày không thấy á, chàng là người đẹp trai nhất vùng hả? Lại là người con giàu có nữa. Mà chị hai, em thấy á, chị đừng có nên để ý anh ta nữa. Chị không nhớ hả, có mấy lần á, chị cố tình đứng trước mặt anh ta, chị chào anh ta mà anh ta có thèm chào lại chị một tiếng nào đâu. Ủa, ủa, bộ mày quên á, công tử Hào đã có hôn ước gia đình mình rồi hả? Trời đất ơi, nè, nhất định ta sẽ lấy được chàng. Chàng sẽ không bao giờ tránh khỏi được tao đâu. Đi về. Em còn bán mà chị không thấy còn đau quá trời hả? Mày ở lại mày bán đi, tao đi về trước à. Mày vô, mày vô bà con ơi. Cải xanh mới hái từ vườn lên đây nè. Mày vô, mày vô, mày vô. Cậu, 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 cậu. Cậu, đợi con. Cái gì? Trời ơi, cậu làm gì chạy như ma đủ vậy? Hả? Ma cái gì mà ma? Tao gặp ma tao đâu có bỏ chạy đâu. Mà không thấy hai chị em nó xấu còn hơn ma nữa hả? Nhưng mà nhà đó là ân nhân của cha cậu. Có lần cha cậu bị sảy chân rớt xuống vực thẳm đó, là ông Điền á, cha hai cô gái đó cứu mạng sống cho cha cậu. Rồi cha cậu đó hứa kết làm thông gia rồi. Cậu chối không khỏi đâu. Mày im đi, tao không có quan tâm đâu. Mà con nhắc cậu nhớ nghe, trong tờ di chúc của cha cậu để lại á, là cậu chịu lấy vợ á, ổng mới để lại gia tài cho cậu á. Ủa, bây giờ ổng chết rồi thì ai làm chứng cho cái chuyện hôn ước đó? Với lại mày không thấy hả? Mày không thấy là cái gia tài nhà tao bây giờ đang mỗi ngày đội nón ra đi hay sao? Tao nghĩ á, bây giờ làm sao để kiếm thật nhiều tiền thôi, chứ vợ con cái gì tao không có màng tới. Trời ơi, kiếm tiền ngày nào á cậu cũng tụ tập cờ bạc đá gà, con thấy toàn thua không mà, chứ kiếm tiền đâu ra. Mà con nhắc cho cậu nhớ nghe, cậu còn thiếu nợ ông chủ sòng bạc làng bên, nó nhiều tiền lắm đó. Mày im đi, tao còn thiếu tùm lum người kia kìa. Mà với lại á, ai cũng biết tao là cái thằng công tử giàu nhất cái vùng này. Tao mà hết tiền á thì tao đi mượn tiền tiếp thôi. Mày đó, mày là cái thằng thuộc hạ thân tín của tao. Mày mà bém xép mà tao cắt lưỡi của mày đó. Mày biết bém xép chuyện gì không? Dạ biết, con đâu có gu. Tự nhiên con đi nói người ta, cậu hết tiền cái người ta qua tại xiết nhà, xiết đồ, cái con ra đường con ở sao? Trời ơi, con khôn lắm chứ bộ. Ừ, mày vậy là khôn đó. Dạ. Thôi đi. Đi đâu cậu? Đi đá gà chứ đi đâu. Tụi đá gà nó chờ mình từ sáng giờ kìa. Đi. Dạ. Ủa, mẹ con với Hoàng đâu rồi? Sớm ra ăn cơm luôn. Con không biết nữa, làm gì nó chổng á, lâu quá trời luôn à. Con đói bụng quá, con ăn cơm trước luôn. Ủa, bới cơm cho cha đi. Sao con không bới cho mọi người luôn? Giờ cũng bới nè. Canh chua, canh chua nóng hổi nè. Cha, con biết á, cha thích ăn canh chua cá lóc, cho nên hả con tranh thủ bán về sớm, con đi ra chợ con mua cá về nấu canh chua cho cha đó. Con gái biết ý cha quá hả? Ăn đi con. Dạ. Sao mà có tiếng con cóc nào mà to dữ vậy cha? Để con ra coi.
Cha mẹ ơi. Cóc Tình, ở ngoài kia, ở ngoài kia có con cóc to mà xấu xí sồn sồi lắm, ở ngay trước sân nhà mình á. Ông ơi. Cha ơi, bây giờ mình phải làm sao hả cha? Ông ơi, Cóc Tình đó, bây giờ mình phải làm sao đây ông? Con có thể nấn ná nữa được rồi bà. Cha mẹ, cha mẹ giấu tụi con chuyện gì hả? Có chuyện gì vậy cha? Trước đây cha mẹ ước có được một đứa con, cho nên mới cầu trời khẩn Phật. Nhưng mà quái quâm thai, ăn ở với nhau 10 năm mà vẫn chưa có được mụn con nào. Rồi trong một lần đi làm rẫy, cha với mẹ gặp được một con cóc tinh. Nó đã biết được ước nguyện của cha mẹ, cho nên nó hứa sẽ giúp, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì vậy cha? Là nếu sinh ra con gái, cha mẹ phải gả cho cóc tinh. Bây giờ tụi con đã lớn rồi, cóc tinh lại đây để nhắc lại lời hứa. Cóc tinh, chờ chúng tôi với. Cóc tinh định dẫn chúng tôi đi đâu? Tới rồi. Hai ông bà nhìn cái cây kia, trèo lên và hái hai chiếc cây đó xuống mà ăn. Nhớ phải giữ lời hứa. Suốt 18 năm nay nấn ná không muốn nói cho các con biết, bây giờ phải thực hiện lời hứa rồi. Một trong hai đứa phải lấy Cóc Tinh làm chồng. Không, con thà chết á, con cũng lấy Cóc Tinh gớm ghiếc đó đâu. Cha mẹ ơi, không, không có được đâu. Sao mà lấy Cóc Tinh làm chồng được? Với lại á hả, đó chỉ là lời hứa thôi mà. Nếu cha không thực hiện lời hứa đó thì thử coi Cóc Tinh có làm được gì không. Để đó đi, con lấy cây đập chết nó cho coi. Đi con, có được. Đừng con. Con đừng có hung hăng như vậy. Cha đã hứa thì cha không thể nuốt lời hứa. Nghe cha hỏi nè, con có chịu lấy Cóc làm chồng không? Không, tất nhiên là không rồi. Vậy còn con? Cha mẹ thương con sợ lắm, con không có dám lấy Cóc Tinh làm chồng đâu. Chuyện gì từ từ nói. Không ai để cho tôi nói mà nãy giờ chắc ông cũng nghe hết rồi. Con cái tôi hai đứa không có đứa nào hiểu lấy chồng Cóc hết. Mà thực ra thì tôi cũng, bây giờ tôi cũng không biết tính sao bây giờ. Một bên á là lời hứa với Cóc, còn một bên là con. Tôi không thể. Đủ rồi. Nếu hai đứa con gái ông ba không đồng ý thì cả ông bà đều bị trừng phạt vì sự thất hứa đó. Xin ông ơi, Cóc ơi, xin ông, nếu bị trừng phạt, xin Cóc có trừng phạt của mình thôi. Xin hai cho chồng của tôi mà. Không, không, tôi xin ông, kẻ bị trừng phạt đúng ra là phải là tôi, tại vì tôi là người thất hứa với ông mà. Không, chính con, tôi đã hứa Cóc Tinh. Ông hãy chăm lo cho hai đứa con của mình. Không. Cóc ơi, chính tôi là người chịu ơn Cóc Tinh. Tôi đã hứa với Cóc Tinh, tôi sinh ra hai đứa con của mình. Không. Tôi không biết dạy nó cho nên nó không chịu lấy Cóc Tinh. Không phải như vậy đâu. Tôi mới là người hứa với Cóc Tinh, chứ không phải bà ấy. Đủ rồi. Tôi cũng chính là người thất hứa. Cả hai người, cả hai vợ chồng ông bà đều bị trừng phạt. Cóc ơi, ta tin người. Ta tình người, đừng có trừng phạt cha mẹ ta.
Tôi đồng ý. Đồng ý làm vợ người. Nè, nói sao? Nè, đồng ý á? Được rồi. Nếu như nàng đồng ý, ngày này tháng sau, ta sẽ tới rước dâu, đưa nàng về làm vợ. Ấy, có phải là cái con xấu như quỷ con của ông bà Điền không? Ờ. Dạ, sắp cưới cậu chứ đâu. Sắp cưới cái đầu mày. Tao đồng ý cưới nó hồi nào mà nó vợ sắp cưới của tao. Mày coi, nó xấu tới mức mà đứng từ xa nhìn cũng còn thấy xấu nữa, thấy không? Nhìn cái mặt thấy ghét. Gì? Nước tiên hả? Trời, mày coi, nó đẹp, nó trắng trẻo chứ nó đâu có đen đùa xấu xí đâu mày. Thì ra vậy là bấy lâu nay cô ta cải trang hả? Nhưng mà cô ta cải trang để làm gì? Trời ơi, đẹp quá. À, tao biết rồi. Đi đâu? Đi rồi biết. Con chào Nhạc Mẫu. Dạ, chào cậu. Nhưng mà cậu mới vừa kêu ai là Nhạc Mẫu vậy? Đương nhiên là con gọi mẹ vợ tương lai là Nhạc Mẫu rồi. Con gọi là Nhạc Mẫu thì gọi bằng cái gì bây giờ? Ủa, tôi nhớ là từ hôm trước tới giờ không thấy cậu nhắc, tôi tưởng cậu quên rồi chứ. Làm sao mà con quên được. Dạ thưa với Nhạc Mẫu, ngày hôm nay con qua đây á là để con xin được cưới con gái của Nhạc Mẫu. À vậy à. À ông ơi. À có chuyện gì? Dạ. Con chào Nhạc phụ. Dạ hôm nay con qua đây á trước á là con có món quà tặng cho Nhạc phụ. Sau đó thì con xin cha với mẹ hãy chọn một ngày lành tháng tốt để con có thể cưới được con gái của cha mẹ. Đúng như là cái giao ước ngày xưa mà của cha con khi còn sống đó mà. Thật tình cậu làm tôi bất ngờ quá. Từ lâu rồi tôi không nghe cậu nhắc gì tới chuyện này hết. Nên nghĩ là chắc cậu không có thuận. Rồi tự nhiên bữa nay cậu lại mở lời như vậy thì tôi cũng sẵn lòng. Tôi sẽ gả đứa con gái lớn Mỹ Phụng cho cậu. Không. Không, không bao giờ. Không bao giờ con đồng ý cưới một cái người con gái mà có cái dê chó trên mặt như vậy đâu. Dạ thưa Nhạc phụ, người con muốn cưới á đó là Lệ Hoàng. Cậu. Dạ. Tôi thấy thằng Lệ Hoàng á, cái da nó xấu xí lắm cậu à. Đúng rồi cậu. À, chắc nó không có xứng với cậu đâu. Cha mẹ đừng có gạt con. Dạ. Chính mắt con đã nhìn thấy. Lệ Hoàng không hề xấu xí. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp và da cực kỳ trắng. Đúng không mày? Dạ. Cha mẹ. Dạ. Cha mẹ đồng ý gả Lệ Hoàng cho con nha. Cái chuyện này... Ông. Sao? Vậy nha, quyết định gì đi. Ê, con sẽ chọn ngày lành tháng tốt luôn.
Rồi vậy con sẽ tổ chức rước dâu luôn. Đi mày, đi đi. Đi. Nè dạ, cậu dạ, cho mẹ con về. Vậy nha, quyết định vậy đi. Không nói nữa. Nè, okay. Cậu ơi, khoan đã. Để tôi chọn ngày làm tháng tốt đã cậu ơi. Cha mẹ, sao kỳ vậy? Sao hả anh Gia Hào đồ cứu Lê Hoàng? Mà Lê Hoàng xinh đẹp làm sao? Tôi không biết, tôi không có chịu đâu, tôi không chịu đâu. Tôi không con có chịu đâu. Con. Thưa cha, thưa mẹ, con mới về. À, con. Mẹ dạ. Tôi... Mày đi vô đây. Dạ. Tại sao mày dám gặp tao hả? Ủa? Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy cha mẹ? Trời ơi con. Sao? Dạ. Con à, sao tự nhiên con để cái mặt mặt thật của con vậy hả con? Hả? Ê, chết. Chết rồi con quên. À, lúc tại trời nóng quá cho nên con ghé con rửa mặt. Nhưng mà trước khi rửa con có quan sát là không có người cho nên là con mới rửa. Mà không về. Đó, cha mẹ biết nó xinh đẹp mà giấu tôi đúng không? Thành ra hai đứa xinh đôi, màu rước trắng trẻo đẹp đẽ, còn tôi xấu xí là sao hả? Tôi không có chịu đâu, không chịu đâu. Con ơi, con. Không chịu đâu. Con ơi, mình đã xấu rồi, mà mình khóc nó còn xấu hơn đó con. Nín đi con, nín đi, nín đi. Con nín đi, con nghe mẹ nói nè. Em con, nó có xinh đẹp, nhưng mà nó cũng giấu đi rồi đó. Con phải hàng sao? Từ nhỏ, tuy là hai chị em sinh đôi, nhưng mẹ thấy nó khác biệt quá. Cho nên cha mẹ đã tìm cách cải trang nó cho thật xấu xí. Để con khỏi mặc cảm, em con á, nó cũng đồng ý, nó vui vẻ, nó nhận. Con thấy em con nó có đẹp hơn con ngày nào không? Rồi mai mốt nó sẽ làm vợ con Cóc Tinh kia nữa kìa. Ủa, tự nó đồng ý làm vợ con Cóc Tinh chứ có bắt nó lấy đâu. Mà tôi không biết đâu, tôi muốn Gia Hào làm chồng. Cha mẹ gả tôi cho anh ấy đây, tôi không biết đâu. Không được, không được đâu con à. Nếu cô ấy mà chịu đó thì đâu còn gì để nói nữa con. Mà nãy giờ con đứng ở bên trong, con cũng đã nghe hết rồi, con cũng đã thấy thái độ của cậu ấy rồi. Thì chàng ta muốn có Lệ Hoàng làm vợ á, thì cha mẹ cứ đồng ý đi. Đến ngày xuất thân á, cha mẹ chỉ cần tráo cô dâu là được rồi. Ê. Lúc đó hả, con sẽ thay Lệ Hoàng xuất giá, mọi chuyện sẽ an bài. Chàng ta cũng thay đổi được đâu. Không có được đâu con à. Tôi không biết, cha mẹ cứ làm thế với tôi đi. Còn không á, tôi chết cho cha mẹ vừa lòng. Con gái. Con ơi. Con à. Vậy là hai cô con gái của ông Điền sinh ra trong cung điện này, Cóc Tinh trước rước Lệ Hoàng đi và hóa phép cho ông Điền vương đầy đất mẹ trong lúc. Gia Hào vẫn ở đem lễ vật đến rước dâu, biểu cung mặt trang phục nhân mặt giống thần mẹ Hoàng, hấp tấp đi theo Gia Hào.
nàng nó theo ta về tới phòng tân hôn rồi. Sao không bỏ cái này ra cho ta xem dung nhan của nàng. Tại sao lại là cô? Hả? Dạ Hào, em chính là vợ của chàng mà. Chính chàng á, anh đút em về nhà mà. Buông ra. Cô đừng lấu cá với ta. Ta tới là để rước em của cô Lễ Hoàng về đây mà. À, ta hiểu rồi. Thì ra là cha mẹ của cô cả gan dám đánh cháu của dâu. Lừa gạt ta hả? Đi, đi khỏi đây. Đi khỏi đây nhanh lên. Dạ Hào à, chàng đừng tàn nhẫn với em như vậy. Em yêu chàng, em muốn làm vợ của chàng mà. Buông ra. Cô đừng có nằm mơ. Ta muốn cưới là cưới Lễ Hoàng em của cô. Cô không chịu đi chứ gì? Được, ta sẽ tới đó nói với cha mẹ của cô về đây lôi đầu cô đi. Không. Cậu ơi cậu. Có chuyện gì? Có chuyện lớn thôi. Chuyện lớn là chuyện gì? Có mấy người chủ nợ tới kiếm cậu kìa. Họ nói mà cậu mà không ra là họ sống vô luôn đó. Mày đợi tao một chút. Đợi tôi giải quyết chuyện bên ngoài xong, tôi sẽ giải quyết cô. Thưa cha, thưa mẹ, bữa nay con có làm một bữa cơm nho nhỏ để đãi cho tất cả mọi người, nhằm mà mong muốn đem lại một bữa ăn gia đình vui vẻ. Trời ơi, em thấy chị á càng ngày càng trẻ đẹp ra mà lại còn khéo tay nữa chứ. Thôi, cha có một đứa con rể như con á mà biết hiếu nghĩa như vậy á là cha vui lòng lắm. Gia Hào nghĩa phục vô tình tiết lộ với Gia Hào biết chuyện nhà mình có con cấp tinh trợ giúp cho bà. Gia Hào ngồi nghe nét mặt đầy thâm hiểm. Hết rồi chứ gì. Ta nói cho người, vậy là từ nay ta đã có phép thuật. Nhưng mà có khi nào con cốc tinh nó gạt mình không? Là vàng rồi. Ta đã có phép thuật rồi. Từ đây ta đã giàu có. Ta là người giàu có. Gia nhân. Gia nhân đâu? Tao đói bụng quá.
mang rượu thịt ra đây cho ta. Gia Nhân. Dạ. Cộng đồng cái gì cũng chính thành vàng hết vậy. Trời ơi. Đúng rồi đó. Dạ. Cậu kêu con làm cái gì cũng làm hết. Này cậu ăn đi. Cậu đừng có đụng vào người đó nghe cậu. Nghe cậu. Mày yên tâm. Cậu biết đến vậy yên tâm. Tại sao mày, mày không biết thịt gà thì ai đúng người tao ăn? Cốc Tinh chàng ơi, chàng có nghe em nói không? Chàng mau tỉnh dậy đi. Cốc Tinh... Em lại ăn chút cháo nè. Chị mới nấu cho em ăn đó. Chị để đó đi. Một lát em ăn. Em à, em ráng ăn chút gì đi. Để có sức khỏe chăm cho Cốc Tinh nữa. Chứ mấy ngày nay á, em không ăn gì. Coi chừng kiệt sức đó. Nhìn Cốc Tinh thoi thóp như vậy, em không thể nào ăn nổi. Chỉ vì cứu gia đình mình mà Cốc Tinh đã mất hết nguyên khí. Bây giờ chỉ còn nằm thoi thóp chờ chết mà thôi. Nghe em nói mà chị đau lòng quá. Chị hối hận lắm. Chính chị là người hại gia đình mình mà. Cứu tôi. Có ai không? Con ráng ăn miếng cháo đi con, để lấy sức. Cứu tôi. Có ai không? Cứu tôi. Trời ơi, tên Thu Lâm kia. Sao ngươi không đi đi, còn tới đây là làm gì nữa? Anh đã đạt được điều anh muốn rồi. Anh còn đến đây làm gì nữa? Anh đi đi. Làm ơn cứu tôi. Tôi cũng trả lại phép thuật cho Cốc Tinh. Mấy ngày nay tôi không ăn uống gì được hết. Tôi chạm vào thứ gì thì thứ đó đều biến thành vàng hết. Làm ơn cho tôi gặp Cốc Tinh. Cốc Tinh? Bây giờ còn đòi Cốc Tinh nữa hả? Cốc Tinh á, đã bị anh lấy hết nguyên khí rồi. Đang nằm chờ chết trong kia kìa. Bây giờ không ai cứu được anh đâu. Anh đi đi. Tôi hối hận lắm rồi. Tôi không thể tự ăn uống gì được hết. Làm ơn cho tôi gặp Cốc Tinh. Làm ơn đi. Chính lòng tham của cậu đã hại cậu. Và hại luôn tới người khác nữa. Cậu đã sáng mắt ra chưa? Cốc Tinh chàng ơi, chàng có nghe em nói không? Chàng mau tỉnh dậy đi. Cốc Tinh. Cốc Tinh. Chàng đừng có làm em sợ nha. Chàng nói gì đi. Cốc Tinh. Cốc Tinh. Sao môi chàng lạnh toát vậy nè? Cốc Tinh. Cốc Tinh ơi, Cốc Tinh. Cha ơi, mẹ ơi, Cốc Tinh chết rồi.
hiểm lắm quá. Hoàn toàn như vậy. Nhờ những giọt nước mắt của nàng đã khiến ta hồi sinh đó. Mọi người biết không, trước đây á, do mạo phạm với thần linh nên ta mắc phải lời nguyền phải sống thân cốc tinh xấu xí. Cho đến khi gặp một người yêu thương ta, vì ta mà nhỏ lệ, ta đã xóa bỏ được lời nguyền và trở thành người. Nhờ nàng đó nương tử à. Ta cảm ơn nàng.